Ai làm cho em khóc vậy? Em sao vậy? Hết rồi anh ơi. Hết cơ hội rồi. Hết cơ hội cái gì? Tất cả mọi chuyện sẽ chấm dứt. Chấm dứt? Ủa? Ủa nhà mình có chuyện gì chấm dứt? Chuyện bi kịch lắm. Mà bi kịch chuyện gì? Mù rồi anh ơi. Mù? Cái gì? Ung thư giác mạc anh ơi. Thôi bình tĩnh đi. Dù gì em có xấu như thế nào hay em đẹp như thế nào, em là người vợ của anh mà. Được rồi, em cứ yên tâm đi nha. Được rồi, nếu có chuyện gì xảy ra nữa anh sẽ là người bảo bọc cho em. Thậm chí á, anh sẽ hiến cặp mắt này cho em luôn, được chưa? Anh đang nói gì? Thì anh nói là anh hiến cặp mắt cho em để mà em làm cặp mắt lại. Em không sợ bị mù nữa. Em nói em bị mù hồi nào? Em vừa mới nói với anh xong là cái gì, em bị cái gì ung thư giác mạc gì đó. Em có nói là em bị ung thư giác mạc hồi nào đâu. Em vừa mới nói tức thì mà. Nhân vật năm chính. Ung thư giác mạc. Chưa có ai hiến. Kết thúc tất cả mọi chuyện. Người yêu của anh đi rồi. Bi mệt em quá mà. Làm từ nãy giờ tao hết hồn luôn, làm từ nãy giờ muốn đứng tim với em luôn à. Ba cái phim Hàn Quốc em coi ngày nào cũng coi muốn chán hả? Phim ta hay vậy chán sao được anh. Nè anh nhìn đi, anh thấy không? Soái ca, ngôn tình mà bị mù. Thôi được rồi, cô nương rồi, soái ca đó tội nghiệp quá, nhìn nó muốn rơi nước mắt được chưa? Đó được rồi, thôi cái chuyện nó bỏ qua bên, cái chuyện quan trọng này nè. Đồ ăn thức uống gì em lo chưa? Chiều nay là má lên rồi đó. Anh làm gì vậy? Má lên thì vui thôi chứ có gì đâu căng thẳng. Trời ơi, nhưng mà em biết là anh nói với má là em là người con gái ngoan hiền, coi như là tề gia nội trợ. Rồi em phải nấu nướng sao chứ, bây giờ em không nấu nướng rồi má lên không thấy rồi sao? Má chưa có lên mà, anh cứ hay lo. Bây giờ anh phải đi đón má là má cơ là. Anh sao mà cái gì anh cũng rối hết vậy? Không phải tại má gọi điện thoại mà hối anh phải ra đó, anh phải chạy về coi em trước cái đã nè. Thôi bây giờ anh đi đi. Anh đi đi, rồi lát nữa anh về đây là em đảm bảo với anh là đồ ăn có đầy đủ để cúng má. Chắc không vậy? Thiệt. Rồi cái gì, em mới nói gì? Thì em nói anh đi đi, anh về đây là đồ ăn có đầy đủ để cúng má. Em bị điên hả? Má chưa chết mà em mang về má tự nhiên em cho cúng má là sao? Em xin lỗi anh. Phun nước miếng, nói lại. Đồ ăn sẽ có đầy đủ để cúng ông bà và đãi má. À quên nữa, anh kêu anh đặt cái máy massage gì cho má rồi, em có người ta mang tới chưa vậy? Cái ghế massage bự cho bá gì? Ừ. Làm gì rồi? Đặt ở trên lầu rồi. Là mang tới rồi đúng không? Để sẵn rồi, khi nào má tới đây em bưng má lên em bấm nút cho quay má là xong à. Trời đất ơi, cái máy massage mà em làm mà anh tả anh tưởng là giống như cái máy giặt đồ không à. Nhưng mà nó massage mạnh như vậy rồi má, mà gu của má mình là thích bạo lực mà. Biết là vậy rồi nha, anh đi đón má nha. Nhớ nha, chú tắt hết tất cả mọi thứ nha. Rồi, anh đi à. Rồi, trời ơi, bình tĩnh đi, có gì đâu. Mọi chuyện đâu còn có đó. Thời buổi này mọi thứ nhanh lắm. Gọi cái là giao liền, có gì đâu lo. Nấu không được thì mua. Alo, quán ăn dì Hai hả? Dì Hai ơi, con nói nghe nè, dì Hai giao liền cho con nha, một con gà luộc nha. Dạ, có dĩa gỏi gà luôn, lấy cho con cháo luôn nha. Rồi dì, dạ đúng rồi, dì ghi giùm con nha. Rồi bây giờ dì giao cho con luôn hai cái bánh chưng nha. Dạ, rồi chả giò 1 ký. Nói chung là cái gì mà ngon nhất ở quán dì là dì giao hết cho con nha. Dạ. Gì không có? Tới mùng 3 mới khai trương hả? Alo. Căng à. Gọi quán không được thì gọi người. Phải tìm một cái con người nữ công gia chánh, tề gia nội trợ siêu giỏi để giúp mình. Alo. Alo, bà Vân hả? Happy New Year, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Ừ. Cưng khỏe không? Đang khỏe, đang đi chợ nè, đang đi siêu thị. Ủa vậy hả? Đang đi siêu thị nói nghe nè, rảnh không? Đang bận, đang xách quá trời đồ luôn nè bà nội. Thôi rảnh đi qua tôi cái đi. Trời ơi, gì về cúng ông bà nữa bà nội ơi. Thôi cúng ông bà thì lát cũng được mà. Bây giờ qua tôi đi nha, qua liền nha. Hả? Qua liền hả? Qua liền đi, chuyện quan trọng lắm. Quan trọng hả? Đúng, không qua. Mở cửa tôi coi.
Hả? Mở cửa giùm tôi coi. Mở cửa lẹ lên. Gì lẹ vậy? À, chờ chút. Mở cửa đi. Trời, có cái chuyện mở cửa không cũng lâu lắc. Trời, trời ơi. Ông đi đâu mà đi gần nhà tôi vậy? Chuyện gì? Chuyện gì? Bây giờ ông đi đâu, ông đi chợ đâu mà sao mà đi sát nhà cái tôi vậy? Cái siêu thị sát bên nhà bà này bà nói. Sách nặng muốn chết là sao, có chuyện gì? Em nói nghe là cướp máy được không? Ê, chọc tôi hả? Biết tôi gọi tốn tiền chọc tôi hả? Ủa, tốn tiền mấy người ở đâu, tốn tiền tôi đâu trời. Sao chuyện gì? Ê, nói nghe nè, rảnh không? Đang chuẩn bị về nhà nấu đồ cúng giao thừa nè. Khỏi cúng đi. Trời, cái gì vậy bà nội? Ông bà tổ tiên của người ta, tôi về tôi cúng mà. Không thì bây giờ có lòng thì xin ông bà được rồi, có trễ chút sao. Cái đó người ta gọi là mất dạy. Giao thừa là phải cúng ông bà đàng hoàng. Mà sao, cái chuyện gì nói đi. Ở đây chơi đi. Ha. Sai. Làm gì sai? Có chồng bà ở nhà thì tôi còn chơi được, chứ có mình bà. Sai. Đâu có biết chơi tôi vui sao? Sai nữa. Làm gì sai? Ôi, trời ơi mà. Trời ơi, bà gan dễ sợ luôn. Nghĩ sao tôi gọi bà tôi chơi bún thùng á bà nội. Tôi mệt quá. Mệt quá, có chuyện gì nói lẹ đi, tôi về tôi làm đồ cúng kìa. Nói nghe nè. Cho tôi hết cái số đồ cúng mà ông mới đi chợ mua về nghe. Tôi hỏi bà ăn dép lào không? Không, tôi thích ăn đồ này hơn. Bà nghĩ sao, đồ cúng của ông bà tổ tiên của người ta, bà vô bà ăn hết, bà ăn từ trên bà ăn xuống hả bà nội? Thì bây giờ ông đi ra ngoài ông đi mua lại cũng được mà. Siêu thị sát nhà bà không mua? Không, tôi không có đi ra khỏi nhà bây giờ được. Tôi đang rối lắm. Bà lúc nào mà không rối? Cuộc đời của bà gặp bà là bà rối hả bà nội ơi? Không phải. Tôi nói nghe nè, bây giờ mà ông không giúp tôi á là nhà tôi khát nước quá, cho miếng nước coi. Sao? Có gì nói đi, tôi giúp được gì tôi giúp. Đây nè. Em nói nghe nè. Nãy giờ tôi ngồi mấy tiếng đồng hồ tôi coi phim, tôi mỏi vai quá, sẵn bóp cái vai luôn, tôi nói cho nghe. Sao? Nói chung là vậy nè. Má chồng của tôi á, hồi nào tới giờ á, là nghĩ tôi á là một con người rất là siêng năng, làm việc nhà, tề gia nội trợ, nữ công gia chánh rất là giỏi. Trời ơi, sai. Trời ơi, sao cuộc đời mà đi từ cái sai này qua cái sai khác vậy mà nội? Thì ông cũng biết mà, cái khuyết điểm lớn nhất của tôi là không biết nấu ăn, mà cái ưu điểm lớn nhất của tôi là ăn rất giỏi. Cái đó tôi biết mà. Thì ông biết rồi, thôi đừng có chê trách tôi nữa, tại sự thật nó đã là vậy rồi, nó không có thể thay đổi được đâu. Mà tóm lại á, là má chồng tôi sắp lên rồi. Thì sao? Mà nhà tôi không có gì nấu để đãi má chồng tôi hết. Rồi sao? Thì cho tôi xin cái chỗ nào ăn này. Trời, trời, riết bà coi tôi như trại tế bần vậy hả bà nội? Tôi nói thiệt, chuyện này căng thẳng lắm. Căng cái gì? Bây giờ ông có giúp không? Không, tưởng chuyện gì? Trời ơi, chuyện này là chuyện hạnh phúc gia đình tôi đó. Bây giờ tự nhiên xin đóng đồ ăn này làm cái gì? Vậy thôi, tôi xin thêm một cái điều nữa nha. Điều gì? Ông ở lại đây, ông nấu luôn giùm tôi đi. Tôi lên, con, tôi giật kinh phong. Chết rồi, tôi bị bệnh mà. Tôi bị bệnh lâu rồi, tôi bị bệnh mà tôi giấu đó. Chết. Để nó nghe nè. Mấy đứa chị em bạn gì nói bà bị điên, tôi không tin, bữa nay tôi mới tin đó. Thì tôi lại là bà đi phải không? Đi. Có cái nhân vật nào mà quái đản lắm, đứng trước cửa nhà bà mặc kỳ lắm. Ai mà mặc kỳ? Ngồi đó nha. Có nhỏ bạn bị khùng mà thiệt tình á. Uống ly nước cũng yên với nó nữa. Má chồng tôi anh như cười. Ừ, má chồng tôi lên thiệt rồi nè, tôi sắp chết rồi đó mà cười. Trời, mặt má chồng bà kỳ dữ vậy luôn á hả? Ừ, lần đầu tôi gặp tôi cũng thấy vậy á, nhưng mà riết tôi quen rồi. Bây giờ má chồng tôi lên tới nơi kìa. Bây giờ sao, ai biết làm sao? Núp vô. Núp vô liền. Ủa, cái gì vậy? Đứng yên trong đó nha. Nội bất xuất, ngoại bất nhập, nghe chưa? Đứng yên trong đó. Tự nhiên nhốt tôi vô kẹt vậy? Đi vô. Khi nào tôi kêu thì biết đi ra. Trời đất ơi, cái gì vậy? Tự nhiên là ra ra thấy nó đóng cửa luôn vậy trời. Dạ con xin lỗi má, con mời má vô. Không được quá mà. Dạ má. Làm gì vậy? Dạ. Như thấy má đóng cửa rầm bỏ vô là sao? Dạ con lâu quá con không gặp má, con bị quýnh. Quýnh cái gì? Dạ. Dạ má vẫn đẹp như ngày nào. Cảm ơn con. Dạ. Nè, dạ, mẹ đi cho má. Quên, xin lỗi má. Dạ. Trời đất ơi, thằng Long đâu mà kêu nó đón má 5 giờ mà sao nó lại không đón? Ủa sao kỳ má vậy? Má nói rõ ràng là má nhắn cái đó là 5 giờ PM là phải đón má. Má
sao đó về má chờ cả 12 tiếng đồng hồ chưa thấy. Rồi má chờ ở đâu? Má đứng ở đâu? Má đứng ở trạm xe chứ sao? Sao lại? Má nói rõ ràng là phải 5 giờ, 5 giờ sáng đón má. Sao giờ này 5 giờ chiều rồi chưa thấy nó đón? Má ơi, 5 giờ mà PM là buổi chiều, buổi sáng là 5 giờ AM. Má lộn. Đó, má rõ lộn, rõ ràng cái bà hàng xóm, cái bà đó má nói là 5 giờ PM là 5 giờ sáng. Dạ, vậy là người ta nói sai rồi đó má. Sai à? Mà con cũng xin lỗi má nha, để má đứng ngoài đường vậy má mệt không má? Mệt sao không mệt? Dạ. Đáng lẽ là má kêu xe ôm má đi taxi lại đây rồi. Dạ. Ngặt cái đứng mà sao hồi đó sao người ta bu nhìn má quá trời quá đất luôn. Dạ tại má đẹp đó má. Không phải. Người ta nói ủa sao lần đầu tiên thấy người đàn bà mà có râu. Má. Người ta không có hiểu. Con dạ. Không có nhận ra má khác hồi xưa hả? Dạ. Hồi xưa má đâu có để râu. Dạ. Tại vì từ hồi mà má coi đài truyền hình Vĩnh Long á, thấy ông Chí Tài, má mê ông quá, má mới để râu cho giống. Vậy hả má? Trên đời này cũng có mình má làm vậy hả? Kỳ hen. Ê, dạ. Kỳ kỳ. Dạ. Cái đàn bà nào mà ai mà để râu. Dạ. À, má mệt không rồi, má đi lên phòng má nghỉ khoan, đi khoan, nha. Ủa con đi chợ mua về để chuẩn bị cúng đó hả? Dội. Má thích những người con dâu mà công dung ngôn hạnh nội trợ giỏi như con. Dạ. Có thời buổi này mà kiếm mấy người con dâu thì rất là khó. Dạ. Nha. Giỏi đó con. Dạ dạ, cái này để lát nữa con làm. À. Giờ má lên má nghỉ đi nha má. Cái gì vậy? Má tới đây là má để gặp con với thằng Long. Tự nhiên kêu má lên phòng nghỉ làm cái gì? Ảnh chưa có về thôi, để con gọi điện thoại. Thôi má đi lên. Rồi. Má đi lên đi. Má ngồi ở đây ảnh về ảnh la con. Tại sao la? Tại vì ảnh dặn tới dặn lui á, là khi nào má tới á, là phải đưa má lên phòng, bật cái ghế massage để cho hả má thư giãn. Mà nếu như ảnh về mà ảnh thấy má ở đây á, ảnh sẽ nói là tại sao con không làm theo lời ảnh dặn, ảnh la con. Ủa, con mới nói cái gì? Nó dặn má lên đây, đưa lên phòng. Dạ. Gặp cái gì? Cái ghế massage ạ. Massage hả? Dạ. À, cái này nghe lạ lạ nha. Cái ghế massage là anh mua dành riêng cho má đó má. Nó bự chà bá à, nhìn nó như cái băng ca vậy đó má. Dạ. Rồi, để má ngồi lên phòng nghỉ nha. Dạ, dạ. Má sắp được má. Lên cái massage nó nằm ở đâu? Dạ, má đi lên cầu thang cái là thấy liền à. Rồi. Dạ, má đi vô đi dạ. Vậy đi nha. Dạ. Đưa cái bóp cho má cái coi. Dạ. Thôi trời ơi, có cái gì trong này đâu, má xách lên chi cho mệt. Bậy bạ, lên chơi với con mà. Đem có 4 tỷ mấy chứ nhiều. Ô, thiệt hả má? Ừ. Dạ. Ơ, má đi đâu vậy má? Lên phòng. Lên phòng lên đi đường này má. Má đừng đi vô chỗ này. Tại sao vậy? Dạ chỗ này không được, cái chỗ này nó kỳ lắm, nó nguy hiểm lắm má. Bộ đóng nuôi con gì sao mà sợ? Dạ nó có nuôi một cái con. Con gì? Một cái con cũng biết gọi là con gì đó. Nói chung là má đi đường này giùm con đi má. À con này kỳ quái lắm đó hả? Dạ. Ừ. Dạ. Má lên nghỉ nha. Dạ. Ừ. Má nhớ leo lên cái băng ca. Ý lộn, cái ghế massage nha má. Massage. Dạ massage. Băng ca nó hoài. Dạ. Dạ má đi cẩn thận, kẻo trơn té nha má ơi. Tôi giả chạc một cái là không còn cái răng ăn cơm nha, nghe nghe. Bà nghĩ sao bà kêu tôi qua đây xong, tôi rõ ràng tôi là con người qua cái miệng mà tôi không là con gì hết là sao vậy bà nội? Tôi không biết nói ông là con gì nữa. Tào lao, tôi đi về ạ. Ê! Cái gì? Nãy giờ ở trọng nghe hết mọi chuyện rồi phải không? Tôi nghe rồi. Ừ, hiểu hết mọi chuyện rồi phải không? Thì tôi nghe rồi. Nghĩ sao mà đòi đi về nữa? Bà nhây dễ sợ luôn á. Dạ cái đống đồ này cần phải được nấu ngay bây giờ. Ủa cái đồ này là đồ đi chợ của tôi mà. Nhưng bây giờ nó sẽ là của tôi. Bởi vì má chồng tôi đã nghĩ nó là của tôi. Trời đất ơi. Dạ má chồng tôi cũng đã nghĩ là lát nữa khi mà má chồng tôi đi xuống đây sẽ có một mâm cơm thịnh soạn do chính tay tôi nấu. Cho nên ông hãy giúp tôi đi. Chứ bây giờ nói hết lời rồi không giúp. Vâng à là... Hồi nãy má quên nói lo chuẩn bị nấu ăn đi nha, lát xuống má cúng đó. Dạ con đang nấu nè má. Lẹ ơi nha. Dạ nghe rồi phải không? Thôi bây giờ vậy tôi mệt bà quá hà. Bạn bè tôi giúp bà một lần này thôi nghe chưa? Ừ tôi mang ơn ông cả đời. Thơm chưa bà? Tôi dân nấu ăn mà, tôi vô tôi làm cái một hà. Chuẩn bị tiền trong đây nó có cái receipt á, hồi nó trả hết tiền lại cho tôi. Biết rồi, nấu đi nha, ráng nấu cho ngon đi nha. Ôi trời ơi, cái ghế massage sao mà nó mạnh quá. Má đi xong nó giật luôn đó má. Sao nó giật quá dạ. Vậy con? Dạ. Ừ. Bây giờ nó vẫn còn giật nè.
Má ở dưới quê má tập thể dục dữ lắm. Dạ. Má thấy con thấy má mà cả tướng má đôi như vậy là má tập thể dục mạnh mẽ lắm con nghe. Dạ. Gì vậy? Cái con gì á tên tăng? Con gì đó trong này á má ơi? Con gì đó? Dạ. Chị má thì má bắt cho. Ở dưới quê má không sợ con nào hết á. Con nào? Cái con này nó kỳ lắm mà nó cũng ghê lắm á. Con nào? Ở trong luôn đi nha. Đi ra đây là không được đâu nha. Con mèo con chuột gì đó má ơi. Nè dạ. Con. Dạ. À, cái gì vậy má? Má đem theo cái áo này để lát má cúng. Dạ. Mà má mặc áo này cũng đẹp rồi má. Không, áo này đẹp hơn, con thấy nó cái kim tuyến nè. Nó thấy là trịnh trọng. Cúng ông bà mà. Dạ. À, mà ngặt cái nó đứt mấy cái nút. Để con đơm giùm má được không? Dạ. Tại vì mắt má quên đem theo kiến. Nè, nè, nó có đồ sẵn cho con nè, đó nha. Đơm cái nút nha. Rồi lát má xuống, bây giờ dạ. Má lên má massage tiếp. Dạ. Dạ. Không sao má, chuyện nhỏ để con làm. Massage xong là tắm cho nó thơm tho. Dạ. Giỏi nha, con dâu là phải công dung ngôn hạnh, nghe không? Dạ. Rồi lo chuẩn bị đồ ăn lát xuống má cuốn nha. Dạ, má cứ tắm đi, má ngâm bùn tắm lâu lâu luôn nha má. Lẹ lên phụ tôi coi, tôi bày bàn thờ cho bà xong tôi chạy về tôi lo cơm nước của tôi nữa nè. Lẹ. Trời ơi, bàn thờ là phải đủ bộ. Tôi đâu có biết, hồi nào giờ tôi đâu có làm. Bà biết cái gì, bà thương gái vô dụng. Bưng tô canh lên hả? Ê, nói nghe nè, tôi không thích ăn mấy trái cây này, sao không cúng sầu riêng? Dạ má ơi, cái này là ông bà ăn chứ bà không có ăn. Ủa vậy hả? Tại tôi không biết chứ bộ. Cái này phải từ từ phải học mới biết chứ. Để qua đây, rồi xong. Rồi. Ê, nói nghe nè, nói nghe nè. Mệt quá, mệt rồi. Mệt quá phải không? Mệt, đuối. Giỏi quá, xuất sắc quá. Đuối. Ừ. Bây giờ xong nhiệm vụ nghe. Tôi đi về nghe. Nói nghe nè, rảnh không? Ừ. Xong rồi đó. Ở lại đây chơi thêm miếng được không? Chơi gì nữa? Đâm nút áo. Vui lắm. Cho bà vừa vừa phải thôi bà nội. Tôi ở đời chứ đâu phải tôi ở đợ đâu bà nội. Ông sẽ được vinh danh. Tôi sẽ ghi công ông. Cái áo này là áo của má tôi chuẩn bị. Để đêm nay má tôi cúng giao thừa. Áo bị đứt nút rồi, tôi không có biết đơm. Tôi nói thiệt nha, cuộc đời tôi hận bánh bèo là đúng mà. Tại lỡ chơi với bà rồi. Lẹ lên. Xỏ như vậy, đúng rồi. Rồi. Xỏ, mặt phải tươi lên. Hey, sớm mai em đi chợ sớm tìm mua một vuông dây trắng mang về mai chiếc khăn tay. Ê, dính rồi. Chỉ hồng theo tặng người trai, chỉ vàng theo một cặp. Ê, rớt nữa. Chim... Ủa, sao không có? Ê, cái chị nó rớt trong đây trời rồi. Trời ơi, cái thứ bánh bèo vô dụng trời thiệt ơi, mà. Sao mà tự nhiên rớt? Ai da. Dừng tay lại má ơi, dừng tay lại má ơi. Tao giết thằng này. Trời ơi, má. Má làm cái gì vậy má? Anh ơi, anh ơi. Anh cản má đi anh, cản má đi. Sao cái gì vậy má, sao tiện? Ờ, thôi rồi, má. Trời ơi, cái gì? Sao tiện? Buông ra. Con đang đón má không thấy má rồi, sao má về? Má nó gì, đánh đập người ta lum la vậy? Đánh nó là đúng rồi, ha. Sao vậy? Trời ơi, mày không về sớm một chút xíu. Mày coi con vợ mày đã cắm sừng mày nè. Thằng này là thằng giang hồ, tình địch của mày đó. Cái gì? À, má đừng có quýnh nó. Sao vậy? Má để con. Cái gì? Em còn khóc tụi nó nữa sao? Má và anh đánh người ta như một cái đùi dẻ vậy. Đánh như vậy rồi người ta chết rồi làm sao? Chết cái gì? Chết thì đáng đời đó. Đứt cái dòng của ta rồi. Xin lỗi má. Mọi chuyện không phải là như má nghĩ đâu. Cái gì? Chứ sao? Mẹ. Cô buông nó ra. Cô buông nó ra. Cô nghĩ sao cô lại làm như vậy hả? Dạ không phải. Cái gì? Má dành nè qua đây đừng có nhiều chuyện nha. Tôi rõ ràng tôi thấy, tôi nói nè, xỏ chị dạ. Tình tư tao thấy rõ ràng mà. Trời ơi, em nói đi. Có không? Có không? Mày còn khóc cái gì má? Hả?
Má ơi, ban đây con giải thích thật ra mọi chuyện là như vậy. Tại vì con từ hồi nào tới giờ má luôn nghĩ con là một cô dâu hiền, vợ Thảo của má. Thành ra con cũng muốn chứng minh cho má biết là con dâu của má có thể chuẩn bị được một bữa cơm thịnh soạn để cúng ông bà trong dịp giao thừa. Nhưng mà thật sự là con không có biết nấu. Cái gì? Con tính là con đi mua đồ ăn về để cúng ông bà, nhưng mà không có cửa hàng nào mở hết. Thành ra là con mới cầu cứu bạn của con qua đây nấu giùm. Mọi chuyện là vậy đó anh. Cho tôi nói một câu được không? Mày muốn nói cái gì? Tôi muốn chọi lựu đạn nguyên gia đình này được không? Dạ. Trời ơi trời, nghĩ sao ngày 30 Tết nhỏ đi chợ về chưa cúng ông bà qua đây làm như con không đẻ. Hai vợ chồng đè xuống quýnh như thú hoang vậy trời. Anh ơi, tất cả mọi chuyện này là em, là do em. Tất cả là tại bánh mèo này. Tôi hận bà nghe. Ngày hôm nay xong là tôi lóc Facebook bà luôn nghe. Thực ra đây cũng đâu có phải là đàn ông đâu mà anh ghen. Cái gì? Con không phải đàn ông à? Dạ không. Không phải, đúng rồi má. Con từ nãy con nghĩ tôi là gì? Con bắt dông rồi má ơi. Nó không phải đàn ông đâu. Con nhìn hồi nãy nó nằm sấp rồi con không thấy mặt, con quýnh túi bụi. Chứ con biết nó nhà kế bên nhà mình má. Nó yếu nhớt rồi má. Má tránh xa tôi ra đi. Tại sao? Dạ. Tại sao con lại giấu má? Hả? Con nói con viết thơ về, điện thoại về bao nhiêu lần. Con nói là vợ con là nấu ăn rất là giỏi. Tại sao con gạt má? Má ơi, chuyện này không phải là do ảnh đâu, là do con. Tại vì con cũng nghĩ là con làm như vậy thì má mới thương con. Nè, má nói cho con biết. Má đó, tuy là khó tánh, con dâu á, má cũng thương như con ruột vậy đó. Dạ. Đừng bây giờ má ghét trước là nói láo. Má chưa? Mình không biết nấu ăn thì từ từ mình kiếm đường mình đi học. Mắc mớ gì phải nhờ người ngoài, mà nhờ ba cái thứ hèn gì nãy mà nói con gì ở trong. Con này con 3D chứ gì. Trời, tôi làm cho cả nhà ăn rồi bây giờ quay qua chửi tôi nữa trời. Cái gia đình gì mà lật lọng vậy? Thôi mà. Được rồi. Thôi anh xin lỗi nha, anh xin lỗi nha cưng, nha anh xin lỗi. Rồi bác biết rồi. Em khổ lắm nên lộc. Biết rồi mà. Đứng ra ngoài đi. Dạ. Mày coi chừng á, nó dụ tới mày à. Thôi được rồi. Bác hiểu rồi. Xin lỗi con nha. Con cũng là bạn tốt mà phải không? Có gì đâu hả? Ôi sao má mạnh tay quá vậy má? Nó không có tập tạ với má cho nên nó tập tạ quen rồi. Dạ. Thôi cảm ơn con nghe không ha. Nè. Dạ. Kể từ ngày hôm nay bỏ ngay cái tánh mày nhờ giả bạn bè đi chứ. Dạ. Cái gì mình phải tự làm quý. Con tự tay con nấu á thì chồng con ăn nó mới ngon miệng đúng không? Mua ngoài về nhờ những cái người bạn như vậy mệt người ta chút xíu là nó chết rồi thấy chưa? Không chết gì mệt mà chết gì quýnh đó. Ai quýnh con hồi nào? Bà quýnh đó bà nội. Bác mới đè thôi, bác chưa đánh hết tay đâu nha. Bác đánh là con chết banh xác rồi. Có cái mùi gì nó lạ lạ ta? Mùi gì? Mùi gì giống như là cái mùi. Thôi chết rồi. Mùi gì sao? Vậy ta? Cái chén yến của bác còn chưa ở động. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Con sao không vậy? Trời ơi, chạy rồi, chạy rồi. Má ơi, chạy rồi. Thôi. Đây là do tôi mà. Đúng là giao thừa nhớ đời mà. Má ơi. Nãy này. Để tôi kêu má tôi. Hồi đó ông hứa với má tôi. Ông cưới tôi về, ông yêu thương tôi trọn đời. Chăm sóc cho tôi trọn đời. Giờ sao bây giờ ông đòi ly dị với tôi? Thì không thích nữa thì ly dị. Rồi bà có la làng la xóm đây cũng không ai nghe đâu. Bà nên nhớ khu này là khu tái định cư. Chỉ có cái nhà mình là cái nhà cất đầu tiên. Mà bà mới ngộ á. Sao ngộ? Bà nói tôi là không giữ lời hứa chứ bà là một con người không giữ lời hứa luôn. Tôi làm cái gì với ông mà không giữ lời hứa? Bán đất mấy chục mẫu được bao nhiêu tiền? 15 tỷ. Tôi đưa bà 2 phần là 10 tỷ. Tôi lấy có 5 tỷ à. Mà tại sao bây giờ bà cứ răng cắn bà lo hoài, bà la làng la xóm hoài vậy? Bây giờ ông nói cái vụ tiền bạc phải không? Ừ. Bỏ âm binh, bỏ mã tà, bà đây coi ăn cha hai lúa cho mê chân dài cho bỏ tôi nè. Bà câm cái miệng bà lại nha. Ha. Bà nói kiểu đó ha, tôi mất uy tín là biết tay tôi đó. Tôi nói rồi, tôi không có cần tiền. Tôi không cần bán nhà bán đất gì hết. Em cần anh. Gì? Buông tay ra. Em cần anh à. Đừng có đụng tới thân thể tôi. Nhìn bà tôi gớm quá. Trời ơi, bà sửa cái mặt bà giống như cấp bế bị hư hả? Sửa cũng nổi tiếng lắm mà bà. Nổi tiếng một khi cô. Nổi tiếng mà cái mặt bà vậy hả? Trời ơi, tôi nói với bà biết. Tôi chán bà lắm rồi. Tôi không thể nào ở chung với bà nữa. Anh Hải. Sau
đành quên bao lời tha thiết mong chờ. Sao anh nỡ đành quên chuyện tình đẹp như ước mơ. Sao anh nỡ đành quên áng mây chiều nghiêng nghiêng bóng những con đường quen lối đi mà nay nằm yên đó. Sao anh nỡ đành quên kỷ niệm xưa vui ban đầu. Sao anh nỡ đành quên khi tình em đã chót trao. Anh ơi nếu một mai có ai hỏi người bên anh biết nói gì đây hỡi anh mà anh nỡ đành quên. Ai có chị bà chán nghe cái giọng hát của bà lắm rồi. Sao chán? Hồi đó ông nói mỗi lần tôi hát lên là ông say mê đắm đuối mà. Bà Tám mà còn nói tôi hát karaoke hay nhất xã mà. Nè, cái gì của mẹ Tám? Mẹ Tám thúi bà nhiều chuyện bậy bạ đó. Đi sửa sắc đẹp ha, 12 con giáp không giống con nào ha. Tôi nói thiệt với bà nha, giọng ca của bà ngày xưa làm cho tôi lay động con tim. Nhưng mà bây giờ bà sửa cái sắc đẹp thì tôi không thể nào mà tôi ở chung với bà được nữa. Thấy ghê quá. Tình trạng chờ đi, tháng nữa nó xẹp xuống, nó hết sưng nó đẹp à. Tôi không thể nào chờ. Ta chia tay nhau từ đây chấm dứt, không quen nhau cho qua mau cuộc tình. Tình này rồi mờ dần theo tháng năm thời gian. Em ơi, ngày xưa anh đã nói nếu ta chia tay nhau chẳng dân dương, chẳng buồn, lệ sẽ không ướt mi. Anh ơi, lòng em đang chơi vơi tiếc thương duyên bấy lâu. Làm sao em quên anh, kỷ niệm xưa hai ta cùng yêu thương đắm đuối bên nhau. Xin một lần nhìn nhau trong phút giây, một lần thôi nói tiếng yêu lần cuối, chớ nên âm thầm lặng quay. Chia tay nhau còn chi nữa, giờ cuối chờ liên tiếp dân dương. Quên đi duyên xưa, từ ly ta trao nhau lời cuối. Người hỡi em phải quên anh sao, hình bóng thân ai không nhạt nhòa. Làm sao em lãng quên. Đi à. Gì vậy? Biết khỏi nhà tôi liền. Gì vậy? Tôi không muốn lấy cái mặt ông lần nữa. Biết khỏi nhà tôi liền. Đứng lại. Cái gì? Tắt quái gà mái tới đá gà cò hả? Rồi sao? Ẩm 10 tỷ tôi lấy có 5 tỷ mà bây giờ bà cà chớn hả? Bà đang nỉ tôi được bà nói cáo lên hả? Bây giờ tôi nói ông bước ra khỏi nhà tôi lấy dách dao tôi chém ông. Thôi cần tôi. Nghe tôi tuyên bố nè, tôi chia tay bà với hai lý do. Thứ nhất bà già. Thứ nhì bà không phải là nét đẹp thiên nhiên. Tôi cần một người phụ nữ trẻ và có nét đẹp thiên nhiên. Vợ tương lai của tôi là như vậy. Tôi sẽ đi ra khỏi nhà này, không bao giờ quay lại. Dũng đi đi. Đi nè. Ta đi nè. Anh kỳ ghê. Anh sao anh không cạo râu đi, nhìn già quá. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Cái này là râu này là điểm mạnh của anh ta, cạo xong rồi nó yếu rồi sao? Thôi anh là anh yêu của em, sao cũng chịu hết. Dạ, mình ăn trái cây nha. Ăn nho. Em bứt một trái cho anh nè. Ngon không? Em cho anh ăn cái gì cũng ngon hết. Bức thèm ra cho em ăn à. Chết cha, làm nhà rồi. Đứng lại. Làm đâu làm. Đúng rồi. À! À! Anh! À, hoa, hoa, hoa. Anh nói cái gì vậy? Vậy là sao? Sao là sao? Là vậy đó. Ý tôi nói vậy là sao? Là như vậy đó, còn sao nữa? Bồ em. Người yêu tôi.
ơi, trời đất ơi. Trời ơi, tôi không ngờ. Tại sao cô làm như vậy? Trời ơi, tại sao gì nữa? Ông nhìn lại ông đi. Ủa, ỷ có tiền á, đưa cho tôi mua nhà là tôi yêu ông hả? Nằm mơ. Trời ơi, châu già mà đặt gặm cỏ non. Thế mày câm miệng lại đây mày. Gì, ha, gì? Tao với mày chưa biết ai già, mày mới già hơn tao đó. Trời ơi, ông nghĩ sao nhìn mặt tôi mà ông kêu tôi già hơn ông hả? Thôi anh, mình không có kể với ông này. Ông ở nhà, biến khỏi đây ông ngoại. Hả? Nó kêu tôi làm hoài. Em ơi, lòng anh đang chơi với tiếc thương duyên bấy lâu. Làm sao anh quên em, kỷ niệm xưa hai ta cùng yêu thương đắm đuối bên nhau. Xin một lần nhìn nhau trong phút giây, một lần thôi nói tiếng yêu. Lần cuối cho nên âm thầm lặng quay. Ta chia tay nhau còn chi nữa, giờ cuối chưa liên tiếp vẫn vương. Quên đi duyên xưa, từ ly ta trao nhau lời cuối. Người hỡi anh phải quên em sao? Hình bóng thân ái không nhạt nhòa. Làm sao, làm sao anh lãng quên? Không đi luôn đi, về để làm gì nữa? Tôi sai rồi, tôi về tôi tính nhìn mặt bà với mấy đứa nhỏ, tôi nói mấy câu rồi tôi đi. Ông đi xa đi gần gì kệ ông, đâu có liên hệ gì với tôi. Tôi biết thế nào bà cũng sẽ nói như vậy mà. Tôi xin lỗi, tôi đi. Thằng mất dạy, mày là cái thằng khốn nạn. Mày vô mày rinh cái dĩa mứt gừng của tao. Cái gì vậy? Thôi, bà hiểu, hiểu làm rồi, hiểu làm rồi. Thôi mày, mày. Trời ơi. Thôi. Trời ơi, thôi, thôi, thôi. Thôi. Ông còn đừng có hồ đồ. Hồ đồ cái gì? Nó là thằng Hùng, là cháu xa của tôi đó. Cháu xa hả? Bà nó là người hôn của ông đó. Ơ con khỉ cô, nó rinh cái dĩa mứt gừng của tôi. Bây giờ nó tính rinh luôn cái dĩa khô mực này hả? Trời ơi, tôi hỏi cái gì vậy? Bây giờ gì vậy? Đâu có hồ đồ. Hồ đồ cái gì? Tôi biết thế nào ông cũng có ngày này à. Bởi vậy tôi mới nhờ cháu Hùng đây nè. Nó nhờ cái mã đẹp trai của nó, nó tạo ra một màn kịch để ông biết rõ cái mặt của cô gái đó. Dạ đúng rồi, Dượng hiểu lầm con rồi. Ôi dì hai, giờ nhiệm vụ con xong rồi. Giờ cho con xin phép con lên Sài Gòn nha. Không thôi chỉ xe con à. Dạ cảm ơn con nhiều nha. Dạ con đi dì hai. Con đi Dượng. Đứng lại. Gì nữa? Bà xê ra. Dì hai hai, cứu cứu con. Cứu cái gì? Con cảm ơn. Ở thùng. Dạ. Không có gì Dượng. Con dạ, chỉ muốn là hả, cho dì Dượng hạnh phúc với nhau là con vui rồi. Dạ. Nhờ mày mà tao mới biết được như thế nào là lễ độ. Dạ. Yêu mấy đứa con gái nhỏ tuổi hơn mình. Cảm ơn. Dạ. Thôi giờ dì Dượng vậy là con vui rồi. Thôi con xin phép Dượng với xin phép dì con đi nha. Đi mạnh giỏi nha con. Dạ con đi. Dượng con đi. Dạ. Xin lỗi nha. Dạ không có gì. Đó. Ông sáng mắt ông ra chưa? Bây giờ cái nhà này vẫn là nhà của ông. Con cái vẫn là con của ông. Ông vô nhà đi. Cùng tôi đi. Đừng lại. Bà đi đâu? Tôi vô chùa. Tôi tu. Tôi xin lỗi bà. Tôi sai rồi mà. Xin kính chào toàn thể quý vị và bà con xem chương trình. Kính thưa bà con, chương trình Danh Hài Đất Việt cũng có 4 đạo diễn dàn dựng, gồm có là anh Quốc Thảo, anh Minh Nhí, anh Hữu Quốc. Người cuối cùng bà con biết ai không? Tôi đó. Tôi dàn dựng nhiều tiểu phẩm trong đó, nhưng mà cái tiểu phẩm mà quý vị sẽ xem dưới một cái câu chuyện hết sức là dân dã, dân gian, cũng có kịch tính. Trang phục thì tôi có tham gia trong đó với vai trò là diễn viên nữa. Trang phục tôi đang mặc là trang phục Ấn Độ do chính tay tôi tự chế biến mà mặc.
Thưa quý vị, câu chuyện đó như thế nào và tôi khùng như thế nào với cái vai mà tôi mặc đồ như thế này, đó là một điều bí mật. Hãy theo dõi câu chuyện mới của chương trình Danh Hài Đất Việt dưới tuổi đời Người Giàu Nhất Làng. Quý vị khám phá ra nhiều điều thú vị. Đón xem Danh Hài Đất Việt. Trời đất ơi, nó đập chết mày vậy mày, sủa sủa hoài. Nhà nghèo mà đặt con chó. Tao ai vậy? Ai? Kệ. Trời ơi. Chào ông phú hộ mới tới chơi. Thấy rồi còn hỏi nữa. Thì tôi thấy ông tôi mới hỏi, không thấy ông tôi hỏi cho có đông rơm sao? Bệnh ha? Là bệnh quá ông ơi. Bệnh là sao nhìn mặt mập dữ vậy? Bị thủng mà. Thủng hả? Dạ. Chà, ăn cơm với cái gì đó? Mấy cái món này là ngon nhất của tôi rồi đó. Vậy à? Dạ. Coi coi. Sao tôi thấy con cá này nó kỳ kỳ vậy ta? Sao kỳ? Để coi. Ông coi đi. Ủa? Sao nó ngộ ngộ vậy? Cá rô cây đó. Cái gì? Cá mà làm bằng cây à? Cây sao ăn? Ông ơi, nghèo khổ như tôi mà làm gì mà có cá ăn. Tôi nhìn là tôi tưởng tượng rồi đó. Rồi ra chấm nó cái cái múc rồi cái bát cơm nhiêu già vô nó bụng thôi à. Tôi nghe nó ông bệnh. Dạ. Tôi qua tôi thăm. Cảm ơn. Tại vì dầu gì đi nữa đó, ông cũng là ân nhân cứu mạng tôi hai lần. Dạ. Một lần thì bị rắn cắn. Dạ. Còn một lần nữa là bị chó cắn. Tôi nói thiệt, tôi thương ông lắm. Dạ. Tôi thấy ông bệnh vậy tôi lo. Tôi sợ ông có mệnh hệ gì á thì không biết ai trả nợ cho tôi. Ông phù hộ. Sao? Coi tôi bệnh hoạn vậy đó, nhưng mà tôi không có chết đâu. Tôi sống dài lắm. Mà ông còn nhớ được cái chuyện đó thì tôi cũng rất cảm ơn ông. Nói thiệt với ông nghe, tôi đó nằm chiêm bao là linh nghiệm lắm ông ơi. Ông thấy rõ ràng không? Lần đầu tiên á, tôi nằm chiêm bao, tôi thấy là rắn cắn ông. Thì y hai ngày sau, ông bị rắn cắn. Chính tôi là người tới cứu ông mà. Đúng, đó. Đúng. Rồi lần thứ hai, tôi cũng lại nằm chiêm bao, tôi thấy chó nó cắn ông. Thì y như rằng đúng hai ngày sau ông cắn con chó. Cái gì? Không, tôi nói lộn, là con chó nó cắn ông. À. Rồi cũng chính tôi là người cứu ông. Hay nhưng mà lần này tôi nằm chiêm bao nữa mà tôi lo ông. Tôi nằm chiêm bao mà tôi không thấy tôi bị chết, mà lại một người khác chết. Ai? Ông nằm mơ thấy ai chết vậy? Tôi nằm chiêm bao tôi thấy cái người mà giàu có nhất cái làng này sẽ chết. Nằm mơ thấy người giàu có nhất cái làng này sẽ chết. Thiệt mà tôi đâu có phải là người giàu nhất làng đâu mà ông nhìn tôi. Ông nói đi. Bao nhiêu ngày nữa rồi nó chết? Ông nói đi. Từ từ nó chết. Ông từ tôi đang bệnh mà. Xin lỗi. Ông để tôi nhớ coi. Tôi nhớ rồi, không quá 3 ngày. Cái gì? 3 ngày nữa? 3 ngày thì làm sao mình đủ thì giờ để giết Di Chúc cho con, còn giải quyết những giấy nợ của con nợ thiếu mình. Không được. Không lẽ 3 ngày nữa mình chết thì tất cả tài sản tôi gom góp được bao nhiêu năm nay mất hết hay sao? Không được. Ha 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 ha
đồ tham lam, có chết thì cũng có mang của cải theo được hay không? Tôi đã gạt ông rồi mà. Ông ơi, cái gì vậy? Báo cho ông biết một tin. Tin gì? Ông Tá Điền ông chết rồi. Mới chết hồi nãy nè. Chết rồi à? Dạ. Ông nói là tất cả những tiền bạc mà tao thiếu thú ông đó coi như xu. Cái gì? Xu hả? Không trả. Còn ông còn nói nếu mà muốn đòi phải không? Kêu phú ông xuống dưới mà đòi. Im mày. Tôi gỡ không à? Đi ra mãi còn pháp sư tới chưa? Dạ. Hey! Thầu. Chào chủ nhân. Dạ. Xin lỗi pháp sư từ đâu tới vậy? Tôi ở một cái vùng xa xôi, tuyết phủ quanh năm và rất nhiều dê núi. Vậy là vùng nào? Hy Mã Lạp Sơn. Wow. Ở xa vậy mà vẫn tới đây à? Ngồi trên đỉnh núi, tôi nhìn thấy mặt trăng màu đỏ ứng với một cái điềm. Ở cái vùng này có một người sắp qua đời. Nói ông Tá Điền quá. Người đó rất giàu có. Vậy là không phải rồi à. Tiền bạc do cướp giật của thiên hạ bóc lột cho dài nặng lãi. Nay là kiếp nạn, rất nhiều giông bù vô đây để cấu xé thân thể và hồn phách của người đó. Ai thầy ơi, vậy thì theo thầy pháp sư có cách nào mà đuổi những cái giông đó không? Có nhiều lắm. Ông lột đồ ông ra đi. Hả? Trong tôi cũng có nữa. Có. Nó ẩn trong lục phủ ngũ tạng ông, cả ngàn binh gia. Rồi đây nó sẽ ăn. Nó ăn trong vòng 3 ngày ông sẽ xí lắc léo. Xí lắc léo là cái gì? Tiếng Hy Mã Lạp Sơn có nghĩa là ngủm củ từ. Giống ông Tá Điền đó. Đúng vậy. Bây giờ ông tính đi. Ông muốn sống để hưởng của cải hay là ông muốn chết vì hồn tiêu phách tán? Dạ dạ. Thôi nhờ pháp sư dùng cái phép thuật nào đó để cứu tôi được không? Tất nhiên ta có mặt ở đây là để ta cứu lấy ông. Dạ. Ra mày. Ủa bà mày ở trong người của người ta, mày bám người ta mày không biết nhục hả mày? Bà nổi cha rồi, tao đá mày bây giờ. Ra mày. Tính vô chỗ kính người ta mà tao bắt không được hả mày? Bỏ cái cây xuống. Bỏ cái cây xuống. Trời ơi, một bầy ở trong đó. Đi, đâu đi con. Trời ơi, nó ra quá trần. Đi đâu bắt nó lại. Nó ra quá trần kìa. Nó ra kìa. Sao không? Bắt được chưa? Hả? Ông thấy trong người ông còn bớt nặng không? Dạ. Bây giờ thì đỡ lo cho bà người sao nó nhức quá. Nhức? Biết tại sao nhức không? Dạ sao vậy? Vì tôi quấn ông á. Trời ơi. Quấn nặng tay gì pháp sư? Đưa ông lên dáng, lên ghế ngồi. Dạ dạ dạ. Thôi ông. Ây da. Ráng đi ông, ráng đi ông. Biểu mày. Dạ. Cam. Xong chưa? Bỏ vô cái ly này. Trời đất ơi, hết linh bà rồi. Để nó rớt cái đất đâu có sao. Đem lại đặng cho ông uống. Bảo đảm sẽ hết. Cái gì vậy? Bùa. Đắng quá vậy. Ông yên tâm đi, rồi đây ông sẽ khỏe mạnh. Tôi hứa với ông, kể từ ngày hôm nay khi tôi có mặt trong ngôi gia này rồi, không có một vong hồn nào mà dám tới đây quấy phá ông nữa. Dạ. Dạ cảm ơn. Cảm ơn pháp sư. Coi như tôi trị ông đã xong. Dạ. Kiếu. Dạ. Xin chào. Dạ. Đứng dậy kìa. Chào pháp sư.
Không phải, không phải đứng dậy, có nghĩa là chưa có lấy tiền á. Xin lỗi. À, bao nhiêu vậy pháp sư? Tùy hỷ, muốn cho nhiêu cho. Dạ. Đây pháp sư, cầm đỡ đi ha. Trời đất ơi, cái gì mà khó khăn quá vậy? Thôi đưa hết cho rồi lấy ra làm chi không biết nữa. Rồi vậy đi. Ờ, vậy đi. Rồi kiếm nha. Dạ. Nhớ ăn ở có nhân có đức thì của cải tài sản sẽ ở lại suốt đời với mình. Dạ. Ăn ở không nhân không đức chết bất đắc kỳ tử. Dạ dạ, dạ tôi biết rồi. Chào ông. Dạ, cảm ơn pháp sư. Ông, thấy trong người sao rồi ông? Hay thiệt, tao chỉ uống có một chút thôi mà bây giờ tao đã thấy khỏe trong người rồi. Vậy ông muốn ăn gì con nấu cho ông ăn nha. Rồi, vô bếp làm những món món ngon cho ông. Dạ. Bồi bổ sức khỏe dạ. Lại. Ông ơi. Cái gì? Mở cái sổ kìa. Ông ta đi. Mặt mày máu me không à? Mày làm gì vậy? Trốn. Ông làm gì vậy? Sao trốn? Trời ơi, không lẽ, không lẽ pháp sư mới vừa đi khỏi quan hồn vong trở lại đây hay sao? Không được, không được, chẳng có cách. Chẳng lẽ ba ngày nữa tao sẽ chết hay sao? Mày đi kêu lương y lại cho tao. Kêu lương y lại gặp cho tao. Dạ. Trời ơi, không lẽ ba ngày nữa sao? Không được, tôi phải sống. Wow, xanh quá. Hả? Chẳng lẽ tay tôi đã chuyển sang màu xanh rồi sao? Không, chiếc nhẫn xanh quá. Hả? Hả? Có chuyện gì vậy? Mạch đập mạnh quá. Tới. Hả? Hồi đó bị quay bị phải không? Má chai nó cứng ngắc chỗ này nè. Rồi. Tâm trạng đang bấn loạn, ăn không ngon ngủ không yên, đôi lúc bị buồn nôn nữa phải không? Dạ. Yeah. Mấy tháng rồi. Cái gì? Sao làm gì như hỏi phụ nữ mang thai vậy thầy? Ý tôi hỏi tâm trạng của ông như vậy mấy tháng rồi. À, chỉ mới rồi vài ngày thôi. Vài ngày thôi hả? Dạ. Yeah. Như vậy cái này phải nói là ông bị tâm bệnh. Còn cơ thể của ông bình thường không có bệnh gì hết. Vậy sao? Chỉ bị tâm bệnh thôi. Có thật không? Trời ơi, không tin tôi thì đừng kêu tôi gì à. Về đi. Phán. Cái tới đây làm gì? Gì ông à? Tính tới đây phá đám tôi phải không? Ê, ông phải coi kỹ lại ai phá đám ai nha. Tôi là lương y nghe. Người ta bệnh tôi tới tôi hấp thuốc cho người ta. Tôi phá đám người ta hầu nào? Ông ai à? Khách hàng này là của tôi. Ông tới đây ông tính quậy nữa phải không? Ông mới là người quậy tôi nghe. Tôi với ông bá hộ. Ông nhìn kỹ con người này đi. Hắn mở miệng hắn nói hắn là thầy lang hả? Không dám lang đâu. Nếu có lang thì là lang lùng. Một trong những tay thiến heo nổi tiếng. Rồi lâu ngày rồi mạo danh nó là thầy lang. Lang cái bốc xì. Thì cũng là thầy vậy. Trời ơi, còn ông? Tôi sao? Ông nhìn lại bản thân ông đi. Tôi sao? Ăn đình ở miếu. Hả? Không, không nhà, không cửa. Lăn lê bò lết ngoài đường. Hả? Rồi lấy cái đồ này nè, mặc lên quá trang. Làm thầy nước ngoài vô hả? Ê, nói bậy, ông có tin là tôi thư ông sinh bụng không? Cái gì? Tôi bỏ bừa một cái là cặp giò của ông. Mười móng mà thằng con thành sáu móng không? Trời ơi. Ông giỡn mặt hả? Giỡn mặt. Ông nói tôi là một người kêu bậy bạ hả? Được. Thì vậy tôi với ông dám tỉ thí thi coi ai trị bệnh hết trong bá hộ này. À, ông ngon ha. Ông dám tỉ thí với tôi ha. Sợ thằng nào? Trời ơi, ngán thằng nào. Được. Vậy bây giờ ai trị bệnh cho bá hộ này hết bệnh, người đó sẽ thắng. Thắng thì sao?
thắng sẽ được một nửa gia tài của bá hộ này. Cái gì vậy? Hả? Tự nhiên hai người thì chiến đấu thi đấu với nhau, tự nhiên lấy tài sản của tôi là sao? Có ai ở không chữa bệnh không cho ông? Được. Nếu chấp nhận cuộc tỷ thí này thì ông phải chống mắt coi. Bùa phép tôi tu luyện cả ngàn năm, tôi sẽ tẩy uế ngôi nhà này sạch sẽ. Tôi sẽ trả lại sự công bằng sạch sẽ trong con người của bá hộ. Ông đừng tin cái kẻ lang tâm này. Hãy nhìn xem, tôi là người làm trước. Được, chấp nhận luôn. Nhìn đây. Chừng ông thầm á, chuẩn bị uống linh dược. Ở em bên tụ về đây. Đây là bùa. Ông uống cái ly bùa này vô, ông sẽ hết ngay tức khắc. Yeah. Không một con quỷ con ma nào dám tới ngôi nhà này quậy phá ông. Uống đi. Uống đi. Uống đi. Uống. Thấy sao? Dạ. Yeah. Thấy đó. Khỏe khỏe rồi. Đó. Ông nhìn đi. Ổng kể từ bây giờ sẽ trở thành một con người khỏe mạnh. Chống mắt lên mà coi. Ông ơi. Ông có sao không? Ông ơi. Ông. Cái này ông chỉ bệnh hộ. Bá hộ ơi, ông sao vậy? Ông sao vậy? Chẳng lẽ ông chết rồi hả bá hộ? Hả? Trời ơi! Trời ơi! Ông bá hộ! Ông bá hộ ơi! Ông bá hộ ơi! Thôi! Hết cứu giảng được rồi. Ông đã tắt thở rồi. Ta chưa tin. Ta chưa tin. Hả? Như vậy là ông chết rồi. Đúng. Dính đầu mà giết ông chết. Làm sao ta giết? Ta muốn chứng minh ông sống thì ta mới chiến thắng được chứ. Ông là người giết ông. Ly của ông, nước của ông, phép của ông đưa cho ông uống thì ông là người giết ông. Ông em đi. Có ông nữa đó. Trên bắt tôi thấy nè, ông bỏ thuốc vô ly nước. Tức là hai ông. Được rồi, tôi sẽ đi báo quan. Hai ông là giết người, giết phụ ông. Nó nghe. Mày ở đợi, mày cũng có tiền đâu. Bây giờ vậy, cái chuyện này tại thằng khốn nạn này mày muốn hại tao. Thế nên mà ông này là nạn nhân, ta không muốn giết ổng ha. Bây giờ vậy, mày giữ nguyên chuyện này đi. Ta sẽ trả tiền cho tiền mày. Đúng rồi. Anh bình tĩnh, anh gia đình bình tĩnh nha. Qua đây tôi nói nghe nè. Không được, bao nhiêu tiền tôi cho hết nha. Mày bây giờ đừng có đi báo quan nha. Nha, tôi lại ông nha, đừng báo quan. Không được, lỗi này là do ông đổ này nè. Ông muốn phá hoại tôi nè mà mới ra đông lỗ này. Bây giờ ông đổ lỗi cho tôi là sao? Một mình tôi. Đây, mày cũng ra đây. Ông ơi.
Ông Hồi Dương hả? Tùng, ra đây. Dạ. Ông biết ông sắp chết, ông nhờ con một việc. Dạ. Con hãy tốt hết những cái nợ mà người ta thiếu ông, một tài sản của ông, một phần con lấy, còn tất cả phần còn lại còn phát hết cho những người dân trong làng này. Làm như vậy ông mới yên lòng. Con làm được không? Dạ con làm được. Rồi, vậy thì ông, ông đi. Ông ơi, mẹ làm cái gì vậy? Trời sao mẹ mắc quá. Cái gì? Mẹ nói cái gì? Trời mẹ nôn nao đó. Mẹ nôn nao cái gì? Hôm nay người ta tới hỏi cưới con mà có gì đâu mà mẹ làm gì mẹ nôn nao dữ vậy? Thì mẹ trông tới đặng hốt mẹ cho rồi đó. Hả? Của con, hôm nay là ngày của con. Ủa chứ mẹ nói cái gì? Mẹ nói là hôm người ta mẹ nôn người ta tới hốt mẹ. Đâu hốt con chứ, hốt con của mẹ chứ, hốt mẹ làm gì? Trời ơi, mẹ nôn người ta hốt con quá đi à. Sao mà lâu quá vậy trời? Mẹ, sao hôm nay mẹ mặc đồ lộng lẫy hơn con vậy? Trời ơi, mẹ mặc đồ dày để cho người ta có ấn tượng tốt về mẹ. Thấy mẹ đẹp quá thì người ta mới mau hốt con hiểu không? Trời ơi, thiệt đó. Lâu rồi. Anh tới rồi, anh tới rồi. Anh tới rồi con ơi. Trời ơi, anh tới rồi. Mẹ tới rồi. Mẹ làm gì vậy? Anh nào? Anh nào đó, anh nào kêu ngoài cửa đó. Trời, anh của con, anh của con. Mẹ biết là anh của con rồi nhưng mà mẹ thích. Ôi mẹ bình tĩnh lại coi. Mẹ bình tĩnh lại để con ra con mời anh vô. Mẹ bình tĩnh. Dạ vậy? Ủa sao sao anh vô được vậy? Anh nôn quá chịu không nổi. Anh bẻ khóa anh vô luôn rồi. Mai thay hộ khóa nha. Hay quá, chào con. Chào bác. Trời ơi, bác rất thích những người đàn ông như vậy. Mạnh mẽ cường tráng và hay bẻ đồ của người khác. Thôi mẹ, mẹ từ từ thôi. Dạ, ba của con. Tại vì hai cái hình nó khác nhau quá. Dạ. À, dạ. Dạ mời. Hai. Dạ, cho anh Le. Ủa, sao chị biết tôi tên Le vậy? Dạ tại tôi thấy anh Le từ ngoài cửa Le vô. anh bà chị vui tính ghê vậy. Dạ. Ủa sao cái tướng kiên trọng mà ngồi cái dáng Thúy Kiều vậy anh? Từ hồi mà mẹ con mất á, cái ba con nó vừa là cha vừa là mẹ, cho nên nhiều khi giới tính nó bị hỗn động á bác. Một câu thiếu tế nhị chút xíu, vậy theo con bây giờ bác nên gọi người này là anh hay là chị? Dạ là anh đi. Chào anh. Ngày xưa tôi rất là man. Sự thiệt thì ngày hôm nay tôi qua đây thì tôi muốn trình bày với chị. Chị cũng biết là con gái tôi quên là con trai của tôi với lại con gái chị quen nhau lâu rồi phải không? Dạ tôi mới biết hồi tối hôm qua. Rồi cái nó nói có vậy là cái sáng nay là nó kêu là tới coi mặt luôn vậy đó hả? Ủa sao vậy? Dạ. Dạ đúng rồi, mới biết tối hôm qua hả? Dạ. Sao mới biết tối hôm qua? Dạ. Kệ tôi nói đi. Trời ơi. Tụi nó nói sao mình nghe vậy đi chứ sao vậy? Dạ. Dạ. Mẹ con tân tiến, mẹ con tân tiến. Dạ. Đúng, chị là một người phụ nữ tân tiến. Dạ. Tôi thích đó. Ha. Vậy đó mà không có chồng, uổng vậy. Không có anh, có mà chết rồi. Ủa sao chết? Thôi trời đất ơi, sao ba kỳ quá. Tự nhiên đi ra hỏi soi mói cái chuyện nhà bác ấy. Thôi vậy thôi bỏ qua đi. Và làm dạ. Vô cái vấn đề chính đi. Dạ, dạ, dạ. Coi như bây giờ chị thách cưới sao nè. Chị thách cưới chị nói sao để tôi biết rồi tôi đáp trả lễ lại nè. Trời đất ơi anh ơi, thời đại này rồi còn thách cưới cái gì nữa. À. Tôi là bây giờ vậy nè, mấy đứa nhỏ miễn là nó hợp tuổi nè. À. Mình coi cái ngày cái giờ tốt quá đặng cho tụi nó ăn ở nhau trọn đời là tôi vui rồi. Đó, đơn giản vậy đi, tôi thích. Tôi dạ. thích. Ba không? Anh bớt thích lại giùm tôi được không? Quá trời. Ba ngồi ở đây, ba nói luôn đi. Ba qua bển cái ba thích cái nữa là hồi ba gái đi vô toilet luôn đó. Nếu vậy thì chị đi coi ngại đi. Dạ thôi, con thấy coi ngại chi. Mẹ, mẹ nghĩ coi, bây giờ mình chỉ cần mình làm đám cưới đại đại thứ bảy hay chủ nhật gì đi, bá tánh tới nhà mình, tới đám cưới mình đông đủ là con thấy được rồi, được rồi. Được cái gì mà được vậy?
Gái con đứa gì mà mất nết à? Chỗ người lớn người ta đang nói chuyện nhau mà xí vô làm sao? Trời đất ơi, vừa phải tôi chứ. Người lớn người ta nói chuyện với nhau mà cứ xí vô à? Ôi anh ơi, anh làm gì la con tôi dữ vậy anh? Tôi dạy con tôi, đúng không? Ông bà mình thừa biết mà, ông bà mình nói làm sao? Dạy con từ thở ban sơ, dạy dâu từ thở bây giờ mới vậy. Tôi dạy dâu tôi mà. À, nhưng mà con thấy Lula nói đúng đó. Cần gì phải coi ngại, coi ngại rồi cưới nhau ly dị cũng vậy thôi. Làm sao? Bây giờ nó nói vậy á thì ba mày chịu rồi mà mày còn trọt vô mày nói làm gì nữa? Trời đất ơi, mày là cái thằng nào vậy? Móc từ cái ống lò nào lên vậy? Ủa chị gì chị? Dạy con anh ơi. Ông bà mình nói á, dạy con từ thuở còn thơ, dạy rể từ thuở bơ vơ mới về. Vậy chị dạy đi. Được rồi, ba với lại bác muốn coi ngày coi ngày, muốn làm gì làm đi. Mới nói câu mà chửi quá trời chửi luôn. Trở về vấn đề chính đi. Nói thiệt cái chị, nếu mà cái vấn đề mà coi ngày là tôi có ông thầy đó nha. Tôi là tôi có nuôi một ông thầy đó. Trời, thầy mà thầy anh nuôi giống như nuôi chó vậy anh. Thực ra là có nuôi cái gì đâu. Nói chung là thuê nhà cho ông ở. Đó, rồi xong mà một ngày cho ông ăn 3 cửa. Một tháng là trả cho ông 5 triệu. Có, ông bệnh rồi có phải đem đi khám bệnh không? Có. Rồi hè có dắt ông đi du lịch không? Có. Vậy là ném về nuôi thú cưng rồi. Ủa vậy là nuôi đó hả? Tôi cũng y chang anh vậy đó. Ta nói tháng 5 triệu rồi ngày 3 bữa cơm, Tết 3 bộ đồ. Mai mà không đúng sai rồi mai lại nữa. Ồ vậy hả? Vậy tụi chị giống nhau đó nha. Vậy chị gọi điện cho ông thầy của chị đi. Coi sao mà nếu mà không đúng thì tôi gọi điện cho ông thầy của tôi, nghe không? Nếu mà ông nào đúng hơn thì mình chọn cái ông đó, hiểu chưa? Vậy đi. Đó, gọi đi chị. Ủa, gọi hả? Gọi điện thoại đi. Nè nè, bác có điện thoại không? Con cho bác mượn nè. Có nhớ số không? Nhớ sao nhớ? Đó, cho mẹ. Đó. Thầy số nằm lòng mà. Sao con không lấy cái điện thoại bỏ sẵn trong bóp cho mai cho mẹ vậy con? Mẹ con quên, nãy hồi hộp quá con quên. Alo. Alo. Ừ. Tới đi. Tới rồi. Thì vô đi. Vô nè. Thầy nuôi mà sao kỳ vậy? Vô liền đi. Vô liền đây. Ủa sao kỳ chị? Sao tới nhanh vậy chị? Nuôi mà anh. Ồ. Nuôi kêu cái phải tới liền. Thầy về. Thầy tôi chào gia chủ, chào chủ gia. Ủa sao kỳ cục vậy? Trời tôi trả tiền cho thầy mà tự nhiên thầy đi làm việc cho người khác làm sao? Bên này cũng trả tiền, bên này cũng trả tiền, ở đâu có trả tiền là ở đó có thầy. Nhưng mà thầy tu núi nào? Núi thầy được. Nói với tôi là thầy tu núi nóng mà. Thì đúng rồi, thầy tu núi nóng. Ủa chứ rồi bên đây là thầy tu núi lửa bên tôi đúng không? Đúng rồi, thầy tu núi lửa. Vậy sao thầy nói bển là núi nóng? Ủa núi lửa có nóng không? Hả? Thì đó. Nó đúng mà. Nói đúng bây giờ mà sao nói không vậy? Thôi thầy ngồi đi. Thầy ngồi thầy. Bà thỉnh thầy tới đây làm gì đây? Coi. Để tùm lum vậy. Trời ơi. Cần tới bây giờ đó. Ta nuôi ngày nuôi tháng mà không có biết được cái khuyết tật của gia chủ ha. Kỳ lắm. Kêu thầy tới đây làm gì? Kêu thầy tới đây á để coi như ngày lành tháng tốt rồi cho tụi này cưới nhau đây nè. Đây là con trai của tôi. Ở đây là gái của tôi. Cho hai đứa này lấy nhau đúng không? Đúng rồi. Được. Sao được chứ, con mà biết được gì? Vậy chứ đây là con trai nó lấy con gái là đúng không? Được. Là được không? Được. Thì nào thằng này lấy thằng này nè mới không được nè. Trời đất ơi. Thầy nó ăn nói kỳ vậy? Nói gì kỳ? Trời ơi, cái này con trai tôi mà ăn nói kỳ vậy? Thì bởi vậy nó lấy được không? Không được. Vậy thì thầy nói đúng hay nói sai? Nói đúng. Rồi sao mà nhảy vô họng thầy mà ngồi vậy? Cha con gì mà giống nhau vậy? Người ta nói để ta nói hết đi. Tao nói đúng mà phải nói trật đâu mà nhảy vô họng ta mà ngồi vậy? Thầy nói đúng mà. Thấy không? Đây nè, đây là con gái nè, lấy con trai được nè, đúng không? Chừng nào con nhỏ này lấy con nhỏ mập này là không được nè. Không, thầy nói kỳ vậy? Nói con tôi mà. Ủa thì thầy nói đúng hay nói sai? Lấy được không? Không. Vậy là đúng rồi chứ đâu, thầy đâu có nói sai đâu. Đúng rồi. Đúng rồi. Nói quá đúng rồi, còn gì nữa? Sao cãi vậy? Ngồi một mâm luôn mà không có chuyện được, cãi hoài à. Coi tụi nó ấy. Coi ngày phải không? Đúng rồi, coi ngày coi được không thầy? Tháng này là không có ngày tốt. Ủa thầy nói gì coi như quầy vốn. Hôm nay là 29 là cuối tháng rồi còn ngày nào nữa đâu. Thầy nói gì cũng như quầy vốn. Quầy vốn gì quầy vốn mày? Thầy nói mà mày cãi hả? Thứ gì đâu, tao nói thiệt với mày, con gái này ha, con cái thứ này tao về mày làm dâu tao hả? Mày chết một cái tao. Lula nói đúng rồi,
coi vậy là quê vốn của đây hết tháng rồi còn lấy đâu ra ngày tốt. Mày làm gì vậy, mày để cho người lớn người ta đang nói chuyện đi. Tự dưng là ba mẹ mày đang nói chuyện mà tự nhiên mày nhào vô mình nắm tay nắm chân ổng là làm gì mày. Không dướng một đống này ngồi đây là mày chết với tao rồi nha mày. Giỡn mặt với tao hả mày? Ủa sao ngộ vậy? Hai người ỷ hai người nuôi tôi, trả tiền cho tôi rồi muốn dí tôi là cục này cục đó là được hả? Hả? Cục này là cục vàng. Ngồi xuống đi. Anh thầy giận thầy đi về đó. Thôi thôi thầy đừng có giận. Dạ. Thầy nói đúng chứ thầy không có nói sai. Được. Thầy nói tháng này không còn ngày tốt là chính xác. Vì tại sao? Vì hôm nay là ngày cuối tháng rồi. Còn ngày nào tốt nữa? Thầy nói đúng hay nói sai? Đúng rồi, nói đúng. À. Ừ. Dạ. Thì coi tháng sau nha. Tháng sau đi. Tháng sau là ngày 29 tháng 2 âm lịch. Ủa? Trời ơi cũng đâu có được. Năm nhuận á là nó có 29 tháng 2 mà năm ngoái đã nhuận rồi thì 4 năm nữa nó mới nhuận nữa. Thì đó. Ngày tốt nhất là ngày 29 tháng 2 của 4 năm sau. Hối 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 trời lâu quá hả mày? Hối gì mày? Thầy nói đúng mà cứ hối hối. Mày hát cái con này nó gai tinh kia quá mà. Thiệt tình lắm mày. Mày chụp cái nó như là vậy lại cho tao. Dạ. Thứ gì đâu. Mày á chưa có về làm cháu tao mà cái kiểu này người lớn người ta nói chuyện mà mày treo lên đầu lên cổ tao hả? Đó, mặc nguyên cái đầm này nè. Đó mày ngồi lên đầu tao đi. Nhìn giống cái gì? Giống cái vụ hả? Thôi ba ơi, trời nó cứ đúng rồi. Tự nhiên mấy bữa nay đi hỏi cưới là 4 năm sau mới cưới là sao? Kỳ cục với ba. Trời đất ơi, cái gì mà chị quýnh con tôi vậy? Hả? Người lớn ta nói chuyện nhảy vô họng nói hoài. Rồi muốn gì? Thì tao chọc tao điên lên rồi nha. Xong chưa? Xong chưa? Xong rồi thầy. Xong rồi thầy. Thầy nói vậy là nói đúng hay nói sai? Thầy nói đúng thầy. 4 năm sau mới là ngày tốt. Đó. Hiểu chưa? Dạ. Ngày tốt nhất hả thầy? Đó là ngày tốt nhất. Thầy giờ kiếm tốt nhì được không thầy? Đó thà nói vậy thầy dễ coi. Giờ không lấy ngày tốt nhất đúng không? À. Lấy ngày tốt nhì đúng không? Dạ. Ngày 15 tháng 7 âm lịch. Ngày đó hình như là ngày Tết cô hồn hả thầy? Dạ. Ngày đó rằm tháng 7 mà thầy. Là ngày tốt đó. Xấu. Ngày đó sao tốt được thầy? Trời đất ơi, gan quá, dạng điệu quá. Cái ngày đó là ngày Tết của cô hồn. Dạ. Diêm Vương mở cửa cho cô hồn đi ăn Tết. Cô hồn đi ăn Tết có phải là ngày tốt, ngày vui không? Trời, dám nói là ngày đó ngày xấu à? Muốn xuống gặp Diêm Vương hả? Dạ không, dạ không. Ngày đó ngày tốt nhất đó. À. Quyết định ngày đó đi. Dạ thôi, quyết định ha. Ờ. Quyết định ngày đó cho tụi nó ha. Luôn hả? Được không? Đó. Tùy. À, để đi. Yên tâm đi. Ngày đó là mọi người không có dám ra đường. Người ta súng sụm lại ăn đám cưới. Hiểu không? À. Hiểu chưa? Được rồi ha. Đừng khỏi cần coi tuổi nha. Đừng khỏi coi tuổi nha. Khỏi coi tuổi. Khỏi coi tuổi nha. Tuổi không có quan trọng. Mạng mới quan trọng. Nhỏ này bạn gì? Dạ Thủy. Hôm nay mạng gì? Thổ. Thổ. Không được. Hả? Thủy với Thổ là không bao giờ ở chung với nhau được. Sao vậy thầy? Không có hòa thuận. Sao vậy thầy? Có thấy Sơn Tình với Thủy Tình có ở chung nhà không? Never. Never, never. Núi càng ngào càng cao, sông càng ngày càng dâng, không bao giờ ở chung được. Never. Chính vì vậy mà Thổ với Thủy là không ở chung với nhau được. Giờ sao? Giờ sao? Có cách gỡ. Có cách gỡ ha. Giờ đem hai đứa nó ra phường làm lại giấy khai sanh đi. Trời đất ơi. Ôi. Khó khăn lắm. Không được phải không? Còn cách gỡ thứ hai. Sao thầy? Là giờ mình đánh lừa thần thánh đi. Mình giết hai cái mạng của tụi nó cho nó khác đi. Xong rồi mình đốt xuống dưới mình cầu thần thánh. Thần thánh tưởng hai đứa nó hợp. Thần thánh phù hộ. Hiểu không? Nhưng mà cái này á là phải cúng bái đàng hoàng. Để thầy làm chuyện đó cho. Nghe. Cái này là chuyện... ném về người ta kêu là giống như là... Cái này là gì? Buông thần bán thánh. Thánh hả? Ừ. À. Thầy làm được hết á. Được không thầy? Được, 5 triệu nha. 5 triệu. Tiền buôn thần bán thánh là 5 triệu. Tiền lừa thầy phản bạn là 5 triệu. Hai bên đưa đây. Ủa sao thầy? Sao thầy không gộp vô buôn thần bán thánh lừa thầy phản bạn gộp vô làm một? Rồi gộp vô là 10 triệu. Có được không? Hôm thôi à. Nghe là tụi nó không có lấy nhau được đâu á. Sao cũng y chang vậy chị? Ừ. Rồi còn bên 5 triệu. Ê 5 triệu á, tiền buôn thần bán thánh đó. Rồi tiền buôn thần bán thánh đó. Đây. Tiền này tiền lừa thầy phản bạn. Rồi xong. Coi bậy bạ không người. Cái gì? Trời, nó coi bậy bạ kìa. Trời, này ở đâu ra vậy bà? Con tôi. Coi gì mà tầm bậy tầm bạ thầy? Quan trọng là sống với nhau có mạnh khỏe hay không thôi chứ. Yên coi tâm đi, hai đứa này sống với nhau rất là mạnh khỏe. Chỉ có bệnh nhỏ nhỏ thôi. Bệnh rề rề thôi. Bệnh gì thầy? Nhỏ này á thì bị tiểu đường. Thằng này bị gút. Đó. Trời ơi. Con
bệnh bệnh đâu. Bệnh nhà giàu mà. Con bệnh nó mẹ, con bệnh nó. Chừng nào mới hết thầy? Khi nào hai người nghèo đi là tụi nó hết bệnh. Vậy đó, giờ muốn giàu hay muốn nghèo? Thôi vậy tụi bệnh đi con. Bệnh đi. Trời đất ơi. Cái này bệnh nhà giàu sang mà đúng con. Đúng, cái bệnh này bệnh sang. Bệnh. Trời ơi, tụi con ba. Cứ bệnh đi đặng ba mẹ giàu. Chứ đó. Giờ tụi mày hết bệnh rồi tụi tao nghèo sao? Giờ tao tuổi 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 muốn sao không được à, rồi, nhưng mà yên tâm, có cái này rất là đặc biệt. Hai đứa này nó sống với nhau hạnh phúc lắm. Sau này là con đàn cháu đống đó nha. Thằng này là được ba đứa con. Còn con này là bốn đứa. Đề quê lắm ha. Thôi vậy là xong rồi ha. Thôi giờ nó nghe. Thầy cũng đang kẹt quá, thầy xây nhà. Nên là ứng trước cho thẹn tháng đi. 5 tấm hả thầy? Ứng trước cho thẹn tháng đi. 5 tấm anh cho ông cho thuê hả? Nói nghe, ứng cho thẹn tháng đi nha. Ứng luôn hả? Không chị. Lẽ lẽ thầy còn ba nhà khác nữa, còn nhà nuôi thầy nữa. Nữa hả thầy? Ngồi đây ba nhà nuôi thầy lắm. Ba nhà nuôi rồi, làm như sướng lắm vậy đó. Sướng sao sướng thầy? Sướng sao sướng, mỗi ngày ăn chín bận cào đồm luôn à. Mình đi tối ngủ ha, phải chạy qua nhà này, chạy qua nhà nọ, chạy qua nhà này, chạy qua nhà nọ. Ba nhà mà, ngủ không có yên, hiểu không? Tết có nhiều đâu, Tết có 9 bộ đồ à, may không có bộ nào đẹp hết trơn á. Bực mình ghê nơi là thôi thầy đi nha. Có gì thì gọi cho thầy. Nhớ nha, hai đứa này sống với nhau, con đàn cháu đóng. Thằng này được ba đứa, nhỏ này được bốn đứa. Thôi thầy đi à. Trời đất ơi. Ông ba ông nói có mấy câu ông được 20 triệu. Vui vui thiệt nha bà. Nhưng mà ông nói vậy là tiền đó là cũng xứng đáng. Xứng đáng tại vì á thành ra là tụi nó hạnh phúc, anh hiểu không? Hiểu. Trời đất ơi, bây giờ á cái chuyện mà hiếm muộn á nó nhiều lắm. Đúng vậy. Mà thằng này được tới ba đứa, con đó. Này tới bốn đứa là quá ngon. Đúng rồi. Rồi con tôi được ba đứa, con chị tới bốn đứa. Ê. Ủa sao kỳ vậy? Kỳ sao anh? Sao tự nhiên con tôi lấy con chị, nó có ba đứa, con chị lấy con tôi lòi ra bốn đứa là sao? À, thôi tôi biết rồi, cái con này, hang. Mày hả mày, con gái mất nết lăn loàn. Ủa mày dám ngoại tình mày mới lòi ra một cái thằng con thằng nhỏ khác đúng không? Hả? Cái gì vậy bác? Tại sao vậy? Tại sao tôi không biết dạy nó? Bây giờ anh ngồi đây đi tôi nói. Nó lấy chồng rồi mà tại sao nó đi ngoại tình với một đứa khác nên nó lòi ra một đứa nữa kìa. Anh ngu nó vừa phải thôi, bởi vì á để tôi nói cho anh nghe, hồi nãy ông thầy cũng nói con anh có bệnh nhẹ nhẹ đúng không? Mày bị gút đúng không? Đó. Thì bây giờ tụi nó lấy nhau thời gian đó. Đúng không? Thì thằng này chết trước. Trời đất ơi. Thằng này chết rồi thì con này á mới là đi lấy chồng, nó mới lòi một đứa nữa. Trời. Ở đâu ra mà đang ở nhau mà đi ngoại tình, anh bị khùng hả? Nè chị vừa phải tên nha. Cái gút là chết trước cái tiểu đường đó. Nín đi. Tiểu đường tôi có tiền là con chị nín đi. Con của tôi vậy nè, thấm thờ thờ vậy nè, nó đẹp trai nó trẻ rồi nè. Chị nghĩ sao bây giờ chị trù cho con tôi chết trước đi. Nhưng mà là cái chuyện gì dĩ nhiên là nó phải chết trước. Chết trước vậy nha. Chị vừa phải nha, chị không được ăn nói vậy nha. Giận không cứ hỏi vậy cho tôi. Ba cái gì? Giận mày, không đi cứ hỏi tao đi về. Đi đâu vậy nhà ta? Ở quên lộn nhà. Ăn nói cái kiểu mà hàm hồ hả? Xui da kiểu gì mà lạ lùng vậy? Hả? Anh về làm như tôi không dám về hả? Tôi về cho anh coi nè. Mẹ, nhà mình ở đây. Kệ đi, ông về tao phải về mới được đã nưa của mẹ. Ủa gì vậy? Ủa gì kỳ vậy trời? Cái gì lãng hộp vậy? Cái ngày ngày kìa khói bắt của mình mà. Thật đã là cũng tại ông thầy nuôi. Đúng rồi. Bây giờ mình phải đi bắt ông về đem cho chính quyền xử lý. Nếu không là anh mất vợ nè. Em mất chồng. Ai tụi con tưởng ba mẹ hả? Là loại không có não hả? Xin lỗi tụi con, ba mẹ không phải dặn dừa đâu. Bệnh chút ơi. Sao? Ngồi có phân nữa nè. Xích bệnh. Ông mập quá, ông ngồi ông lắng tôi ngồi có phân nữa nãy giờ. Ông làm nó ốm dữ lắm. Cái bụng có nhỏ xíu mà tôi ông ngồi về nó chiếm hết trơn cái trọi à. Mà cái bụng này bữa nay là quan trọng, thấy không? Hoàng tử biểu đem cái bụng để đây nè, rồi mới gọi dân làng vô đây để mà thử cái dài thử cái hài gì đó. Danh sách coi là coi đủ chưa? Đầy đủ rồi. Bốn người tất cả phải không? Này ngoại giám. Dạ, có thật. Nội giám. Dạ. Cuộc thi thử hài đã bắt đầu được chưa? Dạ thưa bắt đầu, chúng thần đã sẵn sàng rồi thưa hoàng tử. Đây là chiếc hài mà ta đã nhặt được lúc đi thưởng ngoạn. Nếu quả thật đây
là do ông tơ bà Nguyệt khiến xui. Ai mang dược chiếc hài này sẽ là vợ của hoàng tử. Dạ biết rồi, dạ nhớ rồi. Nội giám ngoại giám, dạ dạ dạ, hãy cho bắt đầu cuộc thử hài đi nhé. Dạ 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 dạ. Cuộc thứ hai bắt đầu. Dạ, dạ bắt đầu. Rồi đây. Ung ung thì cái gì vậy? Họ giờ họ ung không? Làm gì có họ ung. Ung nè. Ưng ông ơi. Ưng ưng thị trốn vợ. Cái gì vậy? Trời đất ơi, người đi thi thử hài toàn là phụ nữ mà. Làm gì có trốn vợ trong này ông nội. Ông cứ cãi ông cứ ghi tôi hoài, ông không biết cái gì. Đi, đập đi, đập đi, đập đi. Ưng thị tròn gió. Trời đất ơi, bỏ dấu tầm bay tầm bạc. Ưng thị tròn gió. À! Trời ơi, cái con này mạnh mẽ quá, chắc là lớn lắm. Tròn gió mà. To con lắm mới tròn gió, ông thấy không? Dữ lắm. Tôi gọi nha. Tới rồi. Quay ra đi, đâu phải đâu. Trời phải tròn gió không? Bậy đi, bậy bậy. Đi ra chỗ khác. Tao kêu tròn gió mà dẹp ném vô đây chi? Tròn gió nè. Cái gì? Tròn gió. Ưng thị tròn gió. Trời ơi, tròn gió mà dẹp ném không? Nè. Hả? Vô đây lên thử hài đi. Thử hài hả? Thử hài. Thử luôn vậy đó hả? Thử luôn. À, vậy lên thử hài ha. Thử này phải không? Hai bạn trẻ. Còn đôi nào khác không? Gì? Một chiếc mộng. Đổi đi, đổi đi. Đổi gì có một chiếc mộng thôi. Má không có vừa. Suy nghĩ sao vậy, một chiếc mộng đây hả? Ừ. Buôn bán gì kỳ vậy trời hả? Nghĩ sao vậy, buôn bán gì có một chiếc hài mộng, làm sao người ta lựa? Buôn bán thì ta phải ra nhiều kiểu, nhiều size, nhiều số. Ra nhiều lớn có, nhỏ có. Đã người ta mang được chứ tự nhiên có một chiếc mộng vậy làm sao chọn lựa? Tính đi. Đừng ăn nói bậy bạ. Đây là cuộc thử hài để hoàng tử chọn vợ, chứ không phải là vô đây rồi ăn nói điên khùng gì nữa chứ. Thử vừa không vừa tôi đi ra để cho người khác thử. Thử hài chọn vợ hả? Chứ sao? Chứ không phải chỗ này bán hài hả? Đi ra khỏi chỗ này cho mày. Đi! Không được thôi, tôi đi về làm gì vậy? Về nhà chồng tôi cũng có mai hài này cho tôi vậy, mắc mớ gì phải vô đi thử. Này quá à. Đi ra khỏi chỗ này. Cái gì vậy? Tôi gồng với nó tôi mệt quá. Trần Thị Bé. Trần Thị Bé. Trời đất ơi. Biết mà. Kêu ra. Bây giờ mà không có là làm được kêu người khác á nha. Hả? Trời ơi. Bé đây hả? Sao bé dữ vậy ông? Đâu vậy nè? Đâu đây? Đứng người ta xô đẩy con vô đây hả? Rồi à... Vậy má con đâu? Ai biết. Cái gì? Vậy rồi con đi với ai tới đây? Con đi với má. Má con hiện giờ ở đâu? Ai biết. Con đi với má con đến đây phải không? Ai biết. Người ta đẩy, người ta lấn rồi kia con dân vô đây phải không? Ai biết. Trời đất. Ừ, hỏi ai biết rồi sao mà trả lời. Bây giờ đứng ai biết hoài rồi, sao tự nhiên rồi cái vô đây. Bây giờ ông kêu cơ. Siêu ơi, Siêu. Trời ơi, Siêu ơi, Siêu. Ây da. Ủa, cái này thì... Ôi, con. Trời ơi, con. Trời ơi, con tôi. Trời ơi, con có sao không con, con có sao không con. Hả, hả, con. Nè, cô kia. Cô là ai mà đường đột xông vô vậy? Hả, hả, vô đây có chuyện gì? Chưa kêu tên mà. Dạ, em là Trần Thị Bé. Em má bé này. Trần Thị Bé hả? Dạ, em tới thử hài. Tức quá hả? Mệt quá. Cho em thử hài đi. Cho em thử hài. Không chạy nữa. Dạ, cho em thử hài đi. Thử hài hả? Dạ. Thử hài à? Không biết có được không? Thử đi, mệt quá rồi. Qua thử coi thử đi. Đỡ gì nổi. Cái gì vậy? Ây da,
trời đất ơi, dập bẻ cái ngón cái rồi. Xuống đây đi. Trời đất ơi, ngón cái là dẹp lép như con tép đó. Đối hài gì có chút xíu. Ai mà thử. Không vừa phải không? Không có vừa, khổ quá. Không vừa thì đi ra để người khác vô thử. Quá. Chế chế, em nói chế nhẹ. Em không vừa thôi. Con em vừa. Con lên thử liền cho má con. Con mà thử vừa một cái má là má hoàng tử. Vừa y luôn. Rộng quá. Qua đây. Đây. Đây không phải là chỗ để đùa giỡn nghe chưa. Vào đây là thử hài để chọn lựa vợ cho hoàng tử, chứ không phải nơi đây là cái chỗ mà muốn đến giỡn lúc nào cũng được. Đi ra ra khỏi đây hay là để tôi kêu quân lính bắt giam vào ngục hả? Hoàng tử thôi mà, làm ghê vậy? Không gì hoàng tử chứ không gì lương phản tôi bỏ rồi đó. Mệt quá, chịu hết nổi rồi. Cái gì đâu mà tôi vô, cái gì đâu ông ghi tên sao mà tôi không à? Đây là trộn dữ lắm mới có còn bao nhiêu đây đó, ông khó chịu quá. Công tằng tôn nữ Tạ Thị Quỳnh Hoa La Liêu. Nãy giờ mới thấy con người đàng hoàng. Mệt quá rồi. Nhưng xa xa thấy cái dáng kỳ mị đó. Đoàn trang. Liễu phải không? Phải Liễu không? Dạ. Ủa? Sao cái giọng giống thằng ông vậy? Phải Liễu không? Ừ. Phải Liễu không? Hả? Trời ơi. Chính em. Đúng. Đây à. Thì bà nhìn tôi hay bà nhìn ông vậy? Không biết nữa. Liễu nè. Liễu, cô Liễu có biết hôm nay đến đây với mục đích gì không? Dạ, đến đây để thử hài làm vợ của hoàng tử. Mà thử dài này không có vừa, hiểu chưa? Rồi bấm quay rồi. Làng này bây giờ cũng không còn phụ nữ nào đẹp hay sao? Cho mời Bùi Thị Cám, làng ăn hưởng. Làng hưởng. Làng an lạc. Dạ. Cái hơi trong trẻo này khoảng chừng 16 tuổi ông ha. Không có đâu, chắc 17. Dạ, em xin tự giới thiệu với hai anh. Em là người đẹp nhất làng em. Năm nay em vừa tròn 53 tuổi. Dạ, em đến đây để thử hài à. Thử hài à? Dạ. Thứ hai à? Thứ hai đâu có phân biệt tuổi tác, đâu có phân biệt già trẻ bé lớn, đúng không hay anh? À, đúng không? Rồi. Nhưng mà điều má lớn quá làm sao đây? Hả? Dạ. Anh ngại ơi quá. Cho em thử hài đi. Bùi Thị Cám là ai? Dạ Bùi Thị Cám là con em. Chị bà vô đây làm cái gì? Dạ vô đây để theo hầu con em. Dạ. Con gái vô đây thử hài. À, dạ. Bà đừng có đùa giỡn với chúng tôi, hiểu dạ, chưa? Dạ. Thì giờ. Dạ Bùi Thị xin lỗi hai anh à. Con gái. Có cái này mới đúng cái hơi nãy nè. Không? Nãy giờ mẹ đi đâu vậy? Mẹ vô đây để mẹ dò đường cho con. Sẵn tiện á mẹ lót đường cho con hết trơn rồi đây nè. Bà bắt cái gì? Vàng. Đây nè giữ đi. Đồi á làm ơn cho con gái tôi làm vợ của hoàng tử luôn nghe. Cảm ơn hai người đã đồng ý. Cầm đi. Quỳnh Hi Bàn này. Ông muốn ở tù hả? Ở tù hả? Gì? Ông hối lộ hả? Không có được. Hối lộ gì? Đây là thứ hai là vợ của hoàng tử. Thứ vừa thì mới làm vợ. Thứ không vừa sao? Chừng nào thử vừa mình mới lấy, hiểu không? Ôi, không cần thử mà vẫn làm vợ của hoàng tử mày ghê. Cứ nhận đi mà con ơi. Trả lại, không có lấy. Trời ơi, tức quá đi. Tôi cầm thôi. Dạ, em á mới là Bùi Thị Cám. Chứ cái chị này á, không phải Bùi Thị Cám. Dạ. Em á, vô đây thử hài. Yeah. Chứ cái chị này á, không phải thử hài. Wow. Biết chưa? Xin lỗi hai anh nghe. Cám, qua
nghĩ là hoàng tử thấy con, hoàng tử sẽ làm sao ha? Hoàng tử mà thấy con á, chắc chắn là điên đảo tâm hồn, như là lạc bước thiên thai. Thấy con mắt này nếu con nhìn ai, chắc chắn như là người sai. Mẹ, mẹ xem nè, đẹp nhất đôi chân mày, con nhíu hoài thu hút những chàng trai. Riêng hai ông này á, cái bản mặt thấy ghét ghê à. Đông cung tuyển thuê sao xui thấy ghê, trông thấy bà chàng hết mê. Cô kia ở đâu, chui vô ở đây, sao lánh nơi này cho mau. Trông sâu quắc mà dáng trèo cao, động đa động đảnh xí soạn tào lao. Ai xấu xô lắm mới chọn bà làm con. Nào ngon nhào vô, chọc đến con của bà. Cho biết tay của bà giỏi không nhào vô, quéo cộm. Hoàng tử, nhìn qua đây cái đời. Hoàng tử là nhụy hoa hé nở giữa mùa. Lúc trời gặp sấm sét, ai thấy em cũng đều la hét. À! Dung nhan đầy đẹp lắm chàng ơi, sao chàng nhìn cam chẳng sủng rồi. Không thốt lời khen ngợi dai. Giữ vậy sao ha? Nội giám à, nơi tuyến thê phải thật là nghiêm ngặt, sao để cho người tử vào ra. Truyền lệnh ngay, ai đến thử hài, nếu vừa sẽ nhận chức vương phi. Dạ dạ dạ, có đẹp, có đẹp tuyệt sắc chẳng ai bì. Mấy cha, thử hài nhanh đi. Thử đi con, bây giờ con thử nha mẹ. Thử đi, thử mẹ là con nha mẹ. Thử cho có cớ thôi mà mẹ, là vừa chắc được con mẹ. Vừa thôi nha. Ê, ê, ê. Sao nó vừa được nha mẹ? Chừng bự quá mà. Trời ơi, cái đôi hài này mai hạn chế ghê vậy. Thôi được rồi, con tránh ra đi. Mẹ sẽ vớt lại đời con, mẹ sẽ hy sinh lấy hoàng tử khi mà mẹ mang vừa chiếc hài này. Là sao? Trời ơi, vừa rồi, cái gót vừa rồi. Đâu, đâu, cái gót vừa bằng dạ, dầm gì hả? Dạ, cái gót vừa, không cần mang vô, mà cái gót vừa rồi kìa. Bước xuống, đây là chỗ để cho bà đùa vậy. Không có, vừa. Dài người ta mang vô, bà ở trên bà đè xuống hả? Nhưng mà vừa cái gót. Vừa cái gì mà vừa? Thôi đi, bà chán nản lắm rồi. Hoàng tử dẹp bỏ, dẹp bỏ cuộc thử hai này đi. Mẹ, hoàng tử này là kìa. Hoàng tử này. Cầm lấy dài đây. Giờ sao? Bây giờ vô nghỉ rồi tuyển lại lần nữa chứ sao giờ. Hơi mệt quá. Chiếc hài của tôi gì? Ê, hai chúng ta mệt dữ lắm rồi, đừng có vô đây đùa giỡn nữa nha. Hoàng tử ra lệnh chúng tôi là phải đàng hoàng, là phải nhẹ nhàng với tất cả mọi người. Chúng tôi đã hết sức chịu đựng rồi, không giỡn nữa. Không, tôi đến đây là để tìm lại chiếc hài của tôi mà. Chiếc hài là của hoàng tử chứ gì của cô. Của tôi đây nè. Ủa? Ủa sư giúp sinh đôi à? Đôi dài, đôi dài chúng ta sinh đôi cái gì ông? Y là giống á, giống quá. Ủa, hình như đôi dài này là của cô hả? Đâu cô thử vào thử coi. Cô thử thử coi. Nếu được là đỡ cho anh em chúng tôi lắm đó. Ô, chị hai có chủ rồi. Ông tử ơi, chiếc hài đã có chủ rồi. Hoàng tử ơi, hoàng tử ơi, xin mời hoàng tử. Chiếc hài đã có chủ rồi, hoàng tử ơi. Đã có chủ rồi, có người mang vừa chiếc hài rồi. Ôi, mỹ nhân, nàng ơi, nàng tên là gì? Dạ, em tên là Tấm. Tấm xong rồi, Tấm xịn. Bà Duy Quầy, đánh vô đầu hồi mất đầu là tắm máu luôn bây giờ. Nàng ơi, ta mời nàng ngồi. Dạ. Ngồi đi mà. Dạ. Tắm mà, hoàng tử này hiền lắm. Lời đất nước trăm năm vàng đá, để cho nàng tin tưởng ở lòng. Mai này ta sẽ...
hoàng gia để cho ngài cứ hành hôn lễ. Nếu thẹn lòng vui không xiết kề, một lời như ánh nắng buổi bình mong cho đôi ta mãi mãi giữ chặt mối duyên tình như cây liền cành trăm năm, nhưng lại thấy ngại ngùng cho cánh hoa đào thêm già. Nàng ơi, lòng mơ ta đâu muốn lừa dối ai, tình yêu đâu phải chuyện ngoài đôi môi, khi yêu thương ta yêu say sưa. Hoàng tử dự điện ngọc cung loan, xin khẩn nguyện cùng hoàng thiên hộ thổ thề minh chứng cho lòng ta trao về ai đó. Từ buổi hôm nay và ngàn năm sau nữa, lòng mãi không quên những lời vàng đá. Có lẽ trời cao sắp bày từ muôn kiếp trước, nàng ơi đến đây mà nghe ta nói. Ta nói nàng nghe, duyên của đôi ta là do trời sắp đặt cho ta được gặp người ngọc giữa cung vàng. Thực tại là đây hay chỉ là trong giấc mộng mơ màng, giai nhân xuất hiện với mình à, dốc ngọc tuy có ẩn mình trong lớp áo. Tình nghĩa của ta là như thế đó, xin nàng chớ để già hoài nghi. Ta chờ nàng nhận chức vương phi, hòa duyên ý đẹp lòng nghi trọn đời. Nàng ơi chớ nghĩ chia xa, đôi lứa giao hòa là trao sao mơ ước lâu xuống ca tí cũng loan nệm gấm qua màn chung đỉnh cao sang. Xin hãy cho quay về vui thanh nhàn đồng quê. Nàng ơi đừng nghĩ đến câu sáng hèn đôi ngã rồi tự ti mặc cảm giả đo lường. Đạo trọng càng thường đem so sánh với bằng
dân và quê nữ, trong sắc tình là tục tử phàm phu. Nàng ơi, hoàng tử này không phải là kẻ dại ngu, mà chỉ biết cô hiền như và chân thật. Tâm thương quá với dung nhan vật chất, lòng quý yêu cái đẹp của tâm hồn. Nhân ngọc trao tay là niềm tin của hoàng tử, trọn chung tình nàng do dễ mà chi. Tấm lòng son sắc gắn ghi, với hòa hôn lễ lời thề trăm năm. Sắc son khắc ghi ý thi con ăn nên đập ra, con cảm ơn. 2 3 4 Cái tướng ngồi đếm tiền thấy ghét quá. Trời ơi ông ơi. Tiền mới tiền gì mà nó dày, mới cứng trời ơi. Tao nói cạo râu ông còn được. Nhẹ nhẹ của chừng nước tay á. Trời ơi, hai vợ chồng làm giàu mà làm giàu cái kiểu này thiệt á. Sướng á. Công nghệ thời buổi bây giờ internet cái gì ba cái đồ Facebook mà nó giúp mình quá trời quá đất luôn. Bây giờ tôi tính vậy nè. Tôi nói ông nghe, từ cái ngày mà hai vợ chồng mình cứ giả nghèo giả khổ, quay cái clip quăng lên Facebook cho số điện thoại người ta gửi tiền về Hà Rầm. Tính vậy nha, đợt này bà bệnh đi à. Đợt sau tới tôi bệnh, tôi bị gia cốc chắc cũng nhiều tiền lắm. Tôi mà mỗi lần bệnh á, tôi phải thuê người ta quá trang lên cho nó giả bệnh. Không vậy, còn cái mặt bà... ông á khỏi cần quá trang. Đó, nó đỡ tốn kém. Nhìn ông là tôi thấy cái bệnh nặng luôn à. Mà mặt tao nói nó lủng, tao nói như hố trong vậy đó. Mà ông nhận nhờ cái mặt hai vợ chồng mình nó nghèo khổ vậy, mình xin được biết bao nhiêu tiền về mới có được nguyên cái cơ ngơi bự chà bá lửa vậy luôn. Theo nhà cao cửa rộng. Sắp con tới lắm. Nha, tôi tính rồi nha. Kiếm nhiều tiền cái là mình xây cái nhà này lên thành một cái cao ốc luôn, cái building luôn. Ở dưới mình cho thuê hết. Ở dưới cho thuê à, mình ở trên. Ở trên sân thượng mình ở trển. Không. Mình đi tới đi lui bằng trực thăng luôn. Nhưng mà mình phải mua một cái nhà nhỏ nhỏ nghèo nghèo đợt sau tới tôi bệnh. Không, không có cần nhà nghèo nghèo nhỏ nhỏ gì hết. Mỗi lần cứ bệnh hoạn là ra đường nằm dài để cho tôi. À vậy hả? Không, bây giờ đừng nói chuyện bệnh hoạn. Bây giờ mình nói đến cái chuyện chia tiền đi. Mèn ơi, tiền nhiều quá không biết sao chia ngoài để điểm lại. Hay quá, hay quá ha. Ngồi đó chia tiền ha. Hên à, tôi để quên cái áo tôi qua tôi lấy, tôi mới thấy được là vợ chồng mấy người ngồi ở đây chia tiền. Chia tiền mà sao không kêu tôi vậy hả? Dạ. Ủa bộ định ăn chặn một mình sao vậy hả? Dạ. Dạ. Không phải, cái này là mới đợt 1, tới chừng nào tới đợt 2, đợt 3 mình cộng thôi, lại. Thôi đi, đừng có cộng, cộng rồi biết chừng nào. Bây giờ đợt nào chia đợt đó giùm tôi. Chỉ qua tới nơi rồi giờ mình phải chia. Thôi được rồi, bây giờ tụi em cũng đã có một cọc tiền này. Ừ. Thì thôi để chia cho chị. Đây, có 2.000 tiền lẻ gì cầm giùm em được không? Hả? Nghĩ sao đưa tôi 2.000 vậy? Thì cái công mà mình bót lên. Nè thôi nha, hợp đồng ký rõ ràng nha, 5 năm nha. Thôi bà quá bà. Ba người chia ba, tự nhiên cái đâu ba người chia 5 năm mà chia sao chia. Người ta bệnh cực khổ lắm chứ bộ. Tôi xin lỗi mấy người, hai người bệnh cực khổ vậy, tôi post status lên trên Facebook của tôi mà không cực khổ hả? Nếu mà không nhờ có status của tôi thì làm sao mà người ta biết đến mấy người hả? Xin lỗi mấy người, cái Facebook của tôi là biết bao nhiêu người like, cả 1.000, 2.000 người like, cái lượt like nó vô kể lắm chứ bộ à. Nhưng mà tôi cũng xin lỗi chị à. Vợ chồng tôi phải đóng xin lỗi mà làm cái gì thôi như vậy. Bệnh của bà, bây giờ cũng lao khỏi tiền. Người ta bệnh ngày nào người cũng ta phải cho... quá trang. Trời, tao nói nắng nó ăn vô da, bây giờ cái mặt tôi nó xấu quắc luôn rồi, chị thấy không? Bây giờ không nói nhiều, bây giờ không chia 5 năm đúng không?
tôi sẽ lên trên xì ta tút của tôi đăng là mấy người lương gạt để coi có lúc đó mấy người đăng mày thiệt. Thôi thôi để khỏi đi chị khỏi đi, để em chia 64 luôn, tụi em 4 chị 6 được chưa chị? 5 năm. À 5 năm hả? Chị 8 sòng phẳng, tôi biết tính. À chị 8 sòng phẳng, 5 năm hả? Nó chi nhiều, chi nhiều. Thôi giờ bỏ đi. Mà bỏ đi coi như mình vô đi chị. Bỏ đi sao bỏ mới được. 5 năm hả? 5 năm. Bỏ 5 năm. 5 năm. Ngu dữ trời trời. Ngu quá trời. Đó 5 năm đây. Gì đó 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 rồi đó ha, bằng nhau rồi đó đó, rồi chị cầm đó đi. Bởi vì mấy người thì không có biết gì hết trơn trời á. Tôi á là tôi bói lên xì ta tút của tôi là tôi cực khổ lắm, tôi là hằng nga tái thế mà người ta theo dõi tôi là theo dõi những cái điệu múa hoành tráng của tôi, hiểu không? Dạ. Tôi múa đẹp người ta theo dõi, tôi trị bệnh cho người ta. Dạ cuộc đời của em đó. Em cũng chưa thấy người nào mà coi bói mà giàu như chị á. Trời ơi, chị bóc lột trên cái sức lao động của tụi tôi, ta nói hột sàn bả đeo mà tao nói hả cái cổ bả nặng trĩu luôn, mà tay bả đeo ai bá đi dài vậy nè. Rung nha. Rồi thôi đi về à, để quên cái áo, giờ qua lấy cái áo xong rồi chia tiền rồi đi về. Quên cái áo chi rồi tự nhiên mắc công chia đâu ra bực bội muốn chết luôn vậy đó. Hết quá bà không thấy tiền đô đâu. Dạ chào chị. Chị cho tôi hỏi đây có phải nhà của anh Tư Cao không ạ? Tư Cao? Có người kiếm kìa. À vậy chị là chị vợ hay là chị là mẹ của anh Tư Cao vậy? Không, vậy không có liên quan gì Tư Cao hết trơn á, bạn thôi à. Dạ. Đây, Tư Cao. Dạ, chào anh. Dạ. Dạ. Anh này là anh Tư Cao hả chị? Đúng rồi, Tư Cao đó. Dạ, dạ anh, em vợ Tư Cao. Đây, vợ Tư Cao. Dạ. Vợ tôi. Dạ. Ủa sao hai anh Tư Cao trong hình Facebook thấy ảnh cao lắm mà sao? Trời dạ. Ơi, kéo dò lên mấy hồi trời ơi, bây giờ có phần mềm đó mà. Không ngại, bây giờ Facebook nó kéo dò lên. Ủa chị là vợ anh Tư Cao hả? Dạ tôi, vợ tôi. Tư Cao. Ủa sao nghe nói chị bệnh nặng mà ta? Dạ thì đúng rồi, em bệnh nặng lắm mà. Trời ơi, vợ ơi, đừng làm anh sợ mà vợ ơi. Thôi đi. Xin hỏi chú em đây là gì? Tôi là bên cái người mà nhóm làm từ thiện. Tôi là đại diện ở Việt Nam. Bạn bè của tôi ở bên nước ngoài có gửi tiền tôi là nói là nhờ tôi làm từ thiện. Tôi có lên trên mạng internet đó, tôi vô cái trang cá nhân của chị đó, tôi thấy là chị đăng cái gì đó, có ai đăng cái gì đó hình như là chị nè. Dạ em là Hằng Nga. À, chị là Hằng Nga gì đúng không? Dạ đúng rồi, em là chị đăng Hằng Nga. Chị nói là đây là hoàn cảnh rất thương tâm. Tôi nghiệp vợ. Anh ơi em bệnh quá. Nè bình tĩnh. Con có bị cái gì đi nữa thì đi khám bác sĩ. Mà bác sĩ đã nói rồi, bó tay rồi đúng không? Trời dạ, bác sĩ bó tay rồi, con bệnh nặng. Rồi đi khám hết toàn bộ các cái bệnh viện lớn ở Sài Gòn mà không phát hiện ra bệnh của vợ em. Bây giờ không biết sao mà ba ho tối ngày. Trời ơi! Máu luôn nè, máu. Như vậy là con chở bệnh nặng lắm rồi đó vợ Tư Cao. Chị còn bị gì nữa không vậy chị? Dạ. Em còn bị. Đúng rồi. Ôi trời ơi. Không phải gì. Em ngủ cứ lăn vòng hoài à, không có ngủ được. Lăn vòng vòng hả? Đi má. Đi. Trời ơi. Lăn trời ơi, có biết chữ lăn quá. Lăn lộn nữa, lăn luôn. Rồi nhiều khi bà đập đầu nữa, bà không ngủ được, bà đập đầu. Bà đập đầu đừng đập. Thôi vợ ơi, đừng đập. Thương lắm, tội dữ lắm. Mà nói một hồi bà chết thiệt bây giờ. Trời ơi, đừng đập nữa, người ta biết rồi mà. Tội không? Bởi vậy á, chú em cứ nói với những người nào làm từ thiện của chú em, cái nhóm đó đó, giúp đỡ cái gia đình này đi, gia đình này tội nghiệp dữ lắm. Ủa rồi, bây giờ chị ơi, chị Hằng Nga gì đó, chị ơi, chị nói là chị chữa bệnh được mà sao chị không chữa bệnh cho chị Tư Cao đi? Phải chữa chứ, tại sao lại không? Hôm nay tôi qua đây là để chữa bệnh cho vợ Tư Cao mà. Ồ vậy thì hay quá, chị ơi, chị giúp giùm cho vợ của anh Tư Cao đi chị. Bây giờ bác sĩ bó tay rồi, cái này chị cứ chữa đi, bao nhiêu tiền tụi tôi trả cho. Nhờ ơn trên thôi. Rồi lấy đồ nghề, lấy áo. Chị chữa đi, chị chữa đi rồi bao nhiêu tiền tôi trả cho. Này. Chị ơi. Con ngồi yên đó. Anh chị thông cảm cho tôi ghi hình lại để tôi quăng về bên kia để cho mấy bạn tôi xem. Ê! Cái gì đó? Làm cái gì đó? Dạ em ghi hình lại. Nè, khoan đã. Ghi hình đúng không? Dạ. Lượt Facebook nhiêu? Tôi like cao không? Dạ khoảng được 7 like. 7 like là 7 người bạn thân của tôi bên nước ngoài á, 7 người đó là triệu phú đó chị. Được.
7 cứ đưa lên trên Facebook đi, xong rồi share cái clip qua cho tôi nữa. Dạ, bây giờ tôi thêm được một người bạn là 8 like rồi. Đúng rồi, được đó, được đó. Rồi, dạ, bây giờ là... tôi xin phép ghi hình lại nha. Dạ, ghi hình lại đi. Ghi hình lại đi, đó. Bệnh đây. Nặng dữ lắm rồi. Chị Tám ơi, ráng chị bệnh giùm cho vợ em nha chị Tám. À, giúp đỡ chứ, trời ơi, mình là người... sao hôm ông trên cho tôi được có cái khả năng là mình giúp đỡ được. Bây giờ anh quay hai vợ chồng em trước đi. Dạ, anh quay hai ba mấy má có yên lặng để cho người ta chữa bệnh không? Dạ, em phải ghi hình chứ cận cảnh rồi mới gây bệnh. Thôi được rồi, để chị Tám chị. Trời ơi, chị ho văng vô điện thoại tôi hết chị. Phải ho vậy người ta mới thấy mình bệnh. Dạ, bây giờ mình ơi, mình ngồi xuống đây đi để chị Tám chị. Ngồi xuống. Bị bệnh mà nhoi quá. Bệnh phải nhoi. Người ta cũng ngồi xuống đây nè. Ủa, ngồi xuống đó hả? Thế người ta trị bệnh cho mà. Ủa, anh chị cãi nhau chuyện gì vậy? Không, không hiểu được. Chị nói chị này bệnh nhoi là bệnh sao chị? Dạ, không có đang bàn cái bệnh bớt nhoi. Không phải. Im đi, đừng nói nữa. Im lặng luôn đi, nha. Từ đây cho tới cuối cùng, im luôn đi. Nói nhạc đi ba, nghĩ sao không hỏi nhạc vậy? Ủa, là nói nhỏ nhỏ gì vậy chị? Không, kêu mình mở nhạc lên để mình trị bệnh. À, là chị nhập xác về. Dạ, đó hả chị? Dạ, đúng rồi, hằng nga tái thế. Dạ đây chị. Lên đây. Bánh lên cái bụng này luôn. Tám ơi. Ta so. Anh nói gì vậy? Đại Thánh á. Đại Thánh. Đại Thánh ơi. Sao ơi? Đại Thánh. Chú Mi Nga là sao? Cứu tôi với. Ủa, Đại Thánh là sao? Cứu tôi với là sao chị? Đại Thánh thăng thiên rồi, đang nằm nghỉ xíu, đừng hỏi đâu có hơi. Xác, bây giờ còn cái xác thôi, Đại Thánh đi rồi, Đại Thánh về trời rồi. Chị bệnh rồi, khỏe rồi đó, khỏe trời rồi ơi, đó. Tội nghiệp chị Hằng Nga lắm, mỗi lần mà chị chữa bệnh cho vợ chồng em xong nha, là coi như em tỉnh như vậy đó, mà chị chết. Ủa, khoan, anh quay chị luôn đi. Anh quay, giúp chị này là người tốt, người tốt nè. Giúp đỡ cho vợ chồng người ta mà chị bị gì luôn. Đó, có gì anh gọi chị này bạn. Người tốt nè. Dạ. Hai người này là người gì? Dạ, tụi em là người bệnh. Đỡ tôi lên giùm đi. Nằm anh gỡ qua bệnh luôn, có gì vậy? Một hồi nó nhập thổ. Ủa, sao kỳ vậy ta? Sao ở trên mạng nói là vợ của anh được Tư Cao bị bệnh rất nặng, bị ung thư gì mà? Dạ, thì ung thư nhưng mà chị Hằng Nga cái chữa khỏi rồi chứ. Tôi nguyên cái ung thư bệnh cho vợ Tư Cao rồi. Ung thư dạ. Cái vòm họng mạnh bây giờ nó lấn qua dạ. Nguyên cái vòm ngực luôn. Ung thư nó mọc nó nguyên đỏ, mấy cái cục đấy bự lắm. Hết rồi má ơi. Hết rồi, lấy ra rồi. Hằng Nga lấy ra được rồi. Ủa vậy đó hả? Vậy là chị này chị được bệnh ung thư luôn hả? Dạ, chị được luôn. Ơn trên mà. Anh chị yên tâm đi. Hồi nãy em có nói với anh chị là em có tới 8 like, 7 like là ở nước ngoài. Dạ. Còn like thứ 8 là người bạn của em ở Việt Nam. Ủa vậy hả? Em tới luôn rồi hả? Anh ơi, tới rồi em mời anh, vô luôn nha. Người ta tới người ta giao tiền cho tụi em luôn rồi hả? Tới rồi biết. Ôi, nhanh làm gì hiệu quả ghê chưa? Hiệu quả dạ, dạ. Có cần like nhiều. Em đợi nãy giờ á. Quay hết rồi phải không? Quay hết rồi. Dạ em chào mấy anh chị. Dạ. Dạ nãy giờ bạn em quay hết rồi. Dạ. Em xuống em mời mấy anh chị đi với em luôn. Đi đâu? Ủa đi lãnh tiền hả? Sao nhìn quen ta? Nó nghe nè, chứ không phải mình giao tiền tận nhà hả? Không có. Giao tận nhà cho người ta đi, tại vì bệnh hoạn không có lên trển được. Không phải, tại vì em ở trên xã, em xuống là mời ba anh chị lên xã luôn. Ơi, lãnh tiền mà ba đứa mình khùng lên luôn mới ghê chứ. Nó nghe nè, bây giờ ấy vợ tôi bệnh đi không nổi đâu, để tôi đại diện tôi lên xã tôi lãnh tiền luôn. Mình đi một lượt, có xe ở ngoài chờ sẵn rồi, có người nhiều luôn. Xí nha, cái này hơi cấn nè. Quen lắm, hình như tôi bị gối, cái này tôi bị gối. Chị quên em rồi. Quen lắm mà nhìn hôm bữa em có ghé nhà chị lúc chị đang múa mà. Trời ơi, khách quen. Trời ơi, hôm bữa chị bệnh hết không? Em không có xuống chữa bệnh. Sao? Em xuống em bắt chị. Thì đó, em không biết mà. Ê, cái này cẩn mày nha. Ê, cẩn thiệt á. Hôm bữa lúc chị đang múa, cái em ập vô em bắt chị mang về xã, rồi gia đình của chị lên bảo lãnh chị, nói là chị bị tâm thần. Bữa nay có quay lại luôn rồi là chị không có bị tâm thần. Cho nên á, em mời chị về xã để viết tường trình để người ta thưa chị cái tội lợi dụng mê tín dị đoan để trục lợi. Nữa hả? Dạ, mà bệnh lại rồi. Trời ơi, bệnh lại bao giờ ngày mà còn mở điện thoại nữa. Cần. Tôi tưởng bà bệnh lại chứ. Này, ta không được nè. Ta không được. Tắt coi. Có bài khác không? Lần trước lên xã viết tường trình chị cũng múa y như vậy đó. Chưa có đi thu bài mới. Vậy bây giờ em mời chị về xã nha. Không cần.
Mời Mộc cái gì ở đây? Xe ở đâu? Ở ngoài. Để tôi tự đi. Làm em gì? Em đi xả trước nha anh. Hả? Mấy anh ơi, em tới đây. Trời ơi, ba đi lãnh tội mà như ba đi lãnh thưởng vậy đó. Chắc có bị tâm thần thiệt á. Tôi nói thiệt á, tôi nói thiệt với ông là bà Tám này nè, bà bị bác sĩ năm thấy không? Bà đi mà hùng dũng hiên ngang. Máu vậy? Không có sợ một cái gì hết trơn á. Bây giờ tới hai anh chị. Dạ em bệnh mà, em giờ tôi bệnh nặng lắm mà chú. Bệnh hả? Dạ. Lợi dụng lòng tốt của người ta để lừa đảo. Bằng chứng đâu mà anh nói tôi lợi dụng mà. Đúng rồi, bằng chứng đâu? Bằng chứng đây. Chúa đâu? Đem rượu khác ra đây. Hết rồi, chúa. Trời ơi, anh Tổn ơi, anh Tổn đừng có uống nữa mà. Cái gì mà sai bét nhè vậy? Sớm mơ tới giờ là mấy lít rượu luôn rồi. Không, hôm nay á là tôi phải sai. Sai cho quên trời, quên đất. Thôi mà, thấy chưa, thấy chưa? Quên ngày, quên tháng, quên tên, quên tuổi. Chúa ơi là chúa ơi. Chúa ơi là chúa ơi. Chúa ơi. Cô có biết không? Cái gì? Ngày mai em Hồng đã đi lấy chồng. Trời ơi sao tên Hồng chi để lấy chồng cho nó vô dần dữ nè chúa. Chuyện nợ duyên mấy ai mà biết trước. Nhiều khi yêu nhau tha số phận mỗi người khác nhau, mấy ai được trọn vẹn duyên tình. Anh Toàn với Hồng thật và yêu nhau, nhưng có nợ mà Hồng có duyên thì hãy coi nhau như là bè bạn, có chê u buồn mà nhau nhẹ say sưa. Hãy qua đi một mối duyên đầu, coi như hai người chưa quen biết. Nợ chữ duyên nay đã không tròn thì sớm duyên thân thuộc tình anh em quá cao. Góp ý hả? Lần sau bà hát bà lòn xuống dưới được không? Không được. Bà giống lên chi nghe nó xét quá vậy bà nội. Trời cho nó tha thiết thì hãy coi như là tình anh em. Anh em mà leo xem á, tôi hỏi cô nè, ở trong cuộc sống á, từ tình bạn chuyển qua tình yêu á thì được, mà thử từ tình yêu chuyển qua tình bạn coi đứa nào làm được không? Cô làm được không? Không. Vậy sao khuyên ta? Vậy mới khuyên người ta. Mình làm không được mình khuyên mới hay. Thôi bây giờ quên Hồng đi. Không, tôi không để quên Hồng. Tôi thích màu hồng, tôi yêu hòa bình, tôi ghét chiến tranh. Ủa, đàn ông con trai mà thích màu hồng là coi lại cái giới tính đó nha. Dạ. Thôi tôi ghét Hồng. Ghét Hồng, nó ghét Hồng. Tổng ghét Hồng. Sáng mình nói Hồng, anh là Hồng, anh không có ghét Hồng. Anh yêu Hồng, ông ơi. Ủa sao anh em đổi màu cam vậy Hồng? Thường có đổi màu. Ông ơi, anh yêu em. Anh yêu em đa tiếc. Hồng ơi, đừng có đi lấy chồng Hồng ơi. Sao anh ra nông nổi vậy nè? Em đừng có đi lấy chồng, đừng bỏ anh được không? Em cũng thương anh dữ lắm. Nhưng mà Giang đã đóng thuyền rồi anh ơi. Anh đi đâu hả? Đâu hả? Anh đi kiếm cây kìm. Vậy vậy? Anh nhổ hết đinh cái thuyền ra, anh đóng làm cái thuyền khác dễ sợ hơn, đẹp hơn. Em theo anh. Thôi đi cha nội. Ông, anh không chịu. Ông ơi, anh không có chịu đâu, anh không có muốn xa em. Ông ơi. Nhưng anh ơi, đó chẳng qua là phần số. Phần số ơi, phần số. Tương lai hỡi tương lai, trách cuộc đời có một không hai. Ta là người đến trước, tại sao lại thành kẻ đến trễ? Má Lương Tổn, chúc Hồng Lương Tổn. Lương Lương Mẫu ơi, cái đầu lâu chứ Lương Mẫu. Hai người vừa vãi thôi, ở đâu ra mà Chúc với Lương Tổn ở đâu hả? Má Tổn ngoan cười cúng định liệu. Lương Sơn Ba chúc anh đài. Tỉnh giùm tôi đi, máu đâu ra máu
đây nè, trời ơi. Ông ơi, anh biết rồi. Tất cả mọi chuyện á là tại thầy ba. Tại thầy ba mà ra cái gì mà an mạng rồi, cái gì mà sát mạng, cái gì mà thiên ca, cái gì anh không cần biết cái gì hết á. Tại ông nói ra nói vô làm sao á, để má em không gả em cho anh. Anh đi qua nhà ông thầy ba, anh cho ông biết tay anh. Thôi. Nhận ra em mà sai cái nỗi gì. Anh sẽ quên tình anh. Không, anh Tưởng ơi, dù cho bão tố phong ba hay đất bằng có nổi lên cơn sóng dữ, thì trái tim em vẫn trọn đời chung Thủy thề sẽ bên anh cho đến hơi thở sau cùng. Dù cuộc đời em là giông tố muôn trùng, em vẫn nguyện cùng anh sát cánh đi hết khúc đoạn đường về bên. Đôi đường đôi ngà, nỗi khổ sanh ly còn hơn trăm lần từ biệt. Mình phải chia tay em đau đớn vô cùng. Ông ơi, anh không chịu như vậy đâu. Nếu phải chia tay em, anh sẽ mượn dòng sông kia mà quyên sinh tự vẫn. Đừng anh Tưởng. Làm gì vậy, làm gì vậy? Cản anh. Tôi nhảy xong tự tử. Trời ơi, cái dòng sông cạn tới đầu gối vậy cha nội. Xuống dưới rửa cẳng rồi lượm giùm tôi mấy nắp son luôn nghe. Nghe. Hù ai vậy hả? Hù tôi à? Không nhảy xong nữa. Nhưng tôi vẫn tiếp tục nhảy. Nhảy đâu? Nhảy dây. Trời ơi. Quá ghê chưa không? Em bỏ đi, nó khùng quá rồi bỏ nó đi. Tưởng à, bình tĩnh lại đi mà. Ông anh sẽ không bình tĩnh. Cô chú ơi. Cốc khổ quá chú ơi. Sao mà cốc khổ, vô đây nói chú nghe chuyện gì? Tía tôi bắt gả tôi cho một người mà tôi không hề yêu. Bởi vì cuộc tình duyên tôi lận đận quá. Tôi khổ quá chú ơi. Gì vậy? Anh Cốc sắp lấy vợ rồi. Tôi khổ quá, tôi phải nhảy xuống sông tôi chết cho rồi đó. Đừng cản. Đi. Tại sao? Xuống sông sẵn nhặt luôn mấy cái nắp nồi của bà luôn ha. Trời, nước sông nó tới đầu gối rồi bà nội. Chưa. Anh Công mà tại sao lại có chuyện này xảy ra chứ? Tại sao tía của anh bắt anh gả cho người khác là sao? Trời, vậy mới nói cuộc tình tôi đau khổ lắm. Người đó là ai? Thì đó, cô Hồng đó. Ra là Hồng hả? Trời ơi để tôi thở đã. Trời ơi, tôi nghe lời tía tôi từ bến vàng qua đây cưới vợ mà tôi đâu có biết mặt vợ tôi là ai. Tính ít ra sao, bây giờ hiểu rõ đầu đuôi, tôi không muốn làm khổ cho Hồng, nhưng không biết làm cách nào để quỷ bỏ
Sao suốt ngày bà hát đâm hơi vậy bà? Cho nó quan trọng. Nó quan trọng cái vấn đề, tức là mình phải nói thật ra để cho mọi người cùng biết. Bây giờ cách này là cách nào? Cách làm sao? Giúp giùm tụi em đi, tụi em đang rối quá. Chua à, theo Cốc thấy là chỉ có một mình Chua ở trong đây là thông minh sáng suốt thôi. Chua có thể nào, Chua tìm cách nào giải quyết vụ ba đứa tụi tôi không? Cô Chua, cả xóm này cô nổi tiếng là thủ đoạn gian manh. Cái gì? Cô Cốc, à, thông minh à, nên bị cô giúp giùm tụi tôi đi cô Chua. Khó quá à. Khó mới nhờ cô. Đi suy nghĩ đi Chua. Rồi. Nghĩ ra cái gì để giúp tôi đi. Thôi đủ rồi nha. Tôi đang suy nghĩ mà anh cứ đập đầu tôi hoài á. Bao nhiêu cái suy nghĩ nó văng ra hết trơn rồi đó. Văng ra mình lụm lại. Đó. Đủ rồi. Nó đã trở về với tôi rồi. Tôi thông minh lại rồi. Sao? Như vậy ha, tôi có cách mà ba người có dám làm theo tôi không? Yên tâm, vì tình yêu của mình tôi sẵn sàng hy sinh. Nói đi chị, tụi em làm hết trơn á. Vì cuộc tình này đơn phương, tôi sẵn sàng liều chết hy sinh tánh mạng. Đó, đi á. Sao? Đi nha. Quyết định tất cả cùng làm. Ê, tụi bay. Tao thấy tụi bay múa đẹp lắm á. À. Đẹp. Để bay múa á, tao bán cái lưới dịch này tao có tiền, tao thành lập vũ đoàn, rồi tụi bay làm vũ đoàn, tụi bay đi múa cho tao nghe. Vui không? Vui. Thích không? Thích. Tôi có ý kiến. Sao? Nó nghe nè, tụi mấy bạn á, mấy bạn múa đẹp lắm luôn á, chút nữa tôi có hát nữa mấy bạn nhào ra múa bên ngoài tôi nữa nha. Thôi đi chân dịch đi, tới giờ rồi. Lại chơi đi, ủa sao đủ mấy người nó đi ít vậy? Thôi cho tụi nó đi chân dịch đi, chứ ba má tụi nó la tụi nó đó. Lũng nè. Gì? Sao có đi theo tôi hoài vậy? Thôi, tại vì đi theo Lũng tưởng thấy vui lắm á. Có gì đâu mà vui. Lũng à, tưởng thấy á, Tưởng với Lũng á hát cũng giống anh Đan Trường với chị Thanh Thảo lắm á. Thôi tụi mình làm ca sĩ đi, tụi mình có tiền á, rồi mai mốt á Lũng cưới Tửng được rồi. Cái gì? Cười á, đám cười á. À. Rồi. Mơ hả? Đừng có mơ nha. Đừng có nghĩ là đĩa rồi đeo chân vịt. À không, đĩa mà đeo chân hạt nha. Không có cửa đâu, bích cửa. Lũng nói gì mà kỳ cục vậy? Ai đĩa, ai hạt? Lũng xuống đi, Lũng đừng trèo cao quá, Tửng nhìn Tửng mệt lắm. Ủa tôi có trèo gì đâu, tôi đứng dưới đất mà. Mà tại á, tí tại tôi sao? Nói á, là tôi á phải ráng đi. Tôi phải ráng chăn vịt cho giỏi đi. Đừng để mất con nào, hiểu không? Phải cho vịt ăn no, vịt đẻ sai đi. Rồi lúc đó một ngày sẽ có hoàng tử trong mơ tới tìm tôi á. Phụ vương tôi nói như vậy đó. Phụ vương của tôi nói tôi sẽ là công chúa. Giống như công chúa Lọ Lem vậy đó. Này tôi biết luôn nè. Biết hả? Biết sao? Tôi thấy hoa vàng trên chòi vịt nhập bà phải không bà? Bà tỉnh lại đi. Trời ơi, tự nhiên bà bị ảo, tôi mệt quá vậy. Tôi đâu có bị ảo đâu, tí tôi nói vậy mà. Tí tôi nói á, nhà tôi là một cái vương quốc. Ở trong đó, tí của tôi làm phụ vương. Tôi làm công chúa. Chị Bảy, em nói chị Bảy nghe nè. Cái xó này một mình chị Bảy bệnh á là em mệt lắm rồi ha. Bây giờ là thêm tí chị Bảy bệnh nữa là em có nước em cứu gió em đi khỏi xóm luôn đó chị Bảy. Ủa là sao? Ý là nói tí tụi... Ê! Không có giữ mặt nha! Không được nói phụ dương tôi vậy nha. Không có. Tí là bệnh. Tí là bệnh. Không có mà. Chứ sao nói tí là bệnh? Không có. Ý tôi nói á, Lũng sống thực tế một chút xíu. Lũng đừng có ảo nữa, hiểu không? Không. Tôi tin chắc chắn lời tí tôi nói. Phụ dương tôi nói là đúng, sẽ có một ngày hoàng tử sẽ tới tìm tôi. Hiểu chưa? Hoàng tử đâu ra? Ủa? Trong cổ tích của hoàng tử thì ngoài đời thường của hoàng tử, mấy người đừng có bàn ra nữa. Đừng có bàn ra nữa, chắc chắn hoàng tử. Đừng có nói vậy đâu, tôi giận mấy người luôn á. Lũng đừng có nằm mơ nữa, không có hoàng tử nào hết á. Im đi,
Được rồi, hoàng tử không đi tìm tôi thì tôi sẽ đi tìm hoàng tử. Chết à! Anh gì vậy? Hoàng tử. Hoàng tử gì? Anh hoàng tử. Tôi đâu phải hoàng tử. Xạo quá, mặc đồ này là hoàng tử chắc luôn nè. Anh hoàng tử. Tôi không phải là hoàng tử. Chứ anh là ai? Tôi tên là Hoàng. Xạo á mày, hoàng á mày. Chắc chắn rồi. Anh định hoàng với anh là hoàng tử. Trời ơi, tôi. Anh là hoàng tử đúng không? Anh tới đây là hoàng tử. Hoàng tử gì? Tôi là hoàng chủ dự dịch ở trên Sài Gòn. Tôi xuống đây tôi gặp ông Chín Gà để coi bàn cái vụ lấy bài dịch của ông. Hoàng tử đâu mà hoàng tử? Xạo mày, xạo mày. Trời xạo à. Cái gì vậy? Cái chuyện khen vô đánh ta vậy? Để anh giải thích cái đã. Trời ơi, thằng này không phải chủ dự dịch đâu. Chủ dự dịch làm sao mà ăn mặc đẹp đẽ dữ vậy đúng không? Trời ơi, người ta đi ăn cưới mới về, người ta ghé người ta mua dịch luôn cho nó tiện. Trời ơi, anh nói đi, anh có phải là hoàng tử không? Anh có phải là hoàng tử không? Anh là hoàng tử mà đúng không? Anh... Trời ơi, cha mẹ bị điên hả? Hai người bị điên hả? Tự nhiên tôi đi ngang đây cái lôi vô tập tù, đóng tù gì ở đây vậy? Vậy anh không phải là hoàng tử. Tôi là hoàng không có tử. Không phải là hoàng tử mà là chủ dự dịch. Trời ơi, trời ơi, phụ vương ơi, con đã bị người ta lừa ta gạt. Xuống cái vùng đất gì đâu toàn là cái gì không? Mà dẹp dẹp, khỏi mua dịch gì hết. Tôi đi về. Anh hoàng tử, anh hoàng tử, buông ra đi tôi chờ. Anh hoàng tử. Lộn tỉnh lại đi lộn. Phụ vương tôi nói là tôi phải cố gắng chăn dịch. Sẽ có hoàng tử tới rước tôi. Sẽ có hoàng tử tới rước tôi. Nhưng hoàng tử tôi đâu? Hoàng tử của tôi đâu? Hoàng tử của tôi đâu? Không có phụ vương, không có hoàng tử gì hết. Chỉ có lũng mới thôi. Lũng nghe tôi nói mà. Nhưng cái xóm này không bao giờ đi ra được khỏi cái ao, cái đồng. Không có công chúa, không có hoàng tử. Lũng à, Lũng nghe tôi nói nè. Lũng phải tỉnh lại đi, đừng có sống ảo nữa. Lũng phải ra ngoài kết bạn, kết bè. Lũng đừng có chui trong khóm á, trong cái trò dịch á, rồi ở trong nhà hoài. Lũng sống ảo quá, riết á, chú Chính sống ảo thật lũng luôn à. Không còn gì hết. Tôi mãi mãi là con lũng chân dịch. Tôi không còn ai bên cạnh tôi hết. Lũng còn chứ, còn có Tửng nữa, còn có tất cả các bạn bè chân dịch. Lũng không nhớ sao, cái trò chân dịch của tụi mình á, chất chứa biết bao nhiêu là kỷ niệm vui buồn, đúng không? Tụi bay ơi, ra đi.